Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với cái buổi ôn tập 22 ngày bí mật thu hút sự thịnh vượng của câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc cả nhà ha. Rồi, mình chúc cho cả nhà một buổi chiều tràn đầy năng lượng. Yes. Cả nhà ơi, cả nhà mình đã có bức tranh chưa ạ? À? Chào anh Samsung, anh có thể đổi tên nha, đổi tên lại để thứ nhất là mình tôn trọng nhóm trưởng của mình, thứ hai là để là mình dễ nhận, để mi dễ biết là nhóm trưởng của anh là ai á. Anh vào cái phần anh Samsung, anh vào cái chỗ cái phần chữ tôi á, cái trên đầu tên của anh, trên đầu ngay anh vô cái phần tham gia á, có ngay chỗ cái phần đầu tiên của anh đổi tên nha. Rồi, ok, chào cả nhà yêu của mình. Anh chị nào á, mình rồi, được rồi. Rồi, ngày hôm nay thì đến với cái chương trình 22 ngày trong cái chuỗi ôn tập của câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc ha. Thì hôm nay trong buổi chiều ngày hôm nay, mình chúc cho anh chị em chúng ta có một buổi chiều tràn đầy năng lượng ha, tràn ngập trong ý niệm tình yêu thương và lòng biết ơn ở nhà ha. Rồi bây giờ hôm nay thì để chúng ta ôn tập lại những cái kiến thức mà chúng ta đã được học từ hôm qua từ doanh nhân Hân Phan các anh chị ha. Thì ngày hôm nay mi các anh chị được ôn tập với lại một doanh nhân, mít chị Phạm Yến, một doanh nhân vĩ đại, một người chị rất là tuyệt vời các anh chị. Chúng ta ôn tập với lại chị doanh nhân Phạm Yến các chị ha. Rồi bây giờ các anh chị hãy cho mi nhìn thấy tay trái của anh chị đâu ạ? À? Tay phải của anh chị đâu ạ? À? Cho một tràng vỗ tay thật lớn đón chào doanh nhân chị mít Phạm Yến.
Rồi, xin chào cả nhà, xin chào tất cả anh chị em có mặt trong chương trình ôn tập buổi 14 giờ ngày hôm nay. Chúc cho cả nhà chúng ta có một buổi trưa tràn đầy năng lượng. Yes. Rồi, cũng xin chúc cho những anh chị em đang theo dõi Yến ở bên ngoài những cái ngoài buổi ngoài cái nền tảng ha, các nền tảng khác ha. Rồi, chúc cho cả nhà chúng ta có được một buổi trưa thật là tràn đầy năng lượng nha, để nhận được nhiều giá trị hơn. Rồi, bây giờ thì ngày hôm nay Yến sẽ chia sẻ với anh chị một cái chủ đề. Là ngày hôm qua chúng ta đã được học cùng với doanh nhân Hân Phan rồi, đúng không ạ? Học cùng với doanh nhân Hân Phan là chúng ta 3 ngày để anh chị chúng ta được thiết lập bảng tầm nhìn nè. Rồi, mục tiêu tài chính 30 ngày nè. Ngày hôm qua là chúng ta đã được hướng dẫn để viết cái bức tranh, đúng không? Viết cái bức tranh và làm như thế nào để chúng ta có được cái cảm xúc tốt nhất đối với một bức tranh đó. Và cái mục tiêu của chúng ta là gì anh chị? Là chúng ta hoàn thành bức tranh đó, đúng không? Hoàn thành bức tranh đó. Và cái việc của anh chị là chúng ta đã viết cho mình bức tranh nè, có bảng mục tiêu nè. Rồi, bây giờ làm thế nào để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó, đúng không? Chúng ta đạt được cái mục tiêu đó là quan trọng. Đó, như và ngày hôm nay Yến sẽ hỗ trợ anh chị. Bắt đầu từ ngày hôm nay Yến sẽ hỗ trợ anh chị những cái kiến thức bổ sung thêm anh chị ha. Những kiến thức bổ sung thêm để chúng ta kiến tạo cái sự thành công đó anh chị nha, kiến tạo cái thành công đó. Và như vậy thì khi nếu như mà anh chị em nào mà chúng ta ở trong cái chương trình này mà anh chị chúng ta theo dõi chưa có đủ 3 ngày đó, hoặc là chúng ta có theo dõi đủ 3 ngày nhưng mà chúng ta vẫn chưa có hiểu rõ lắm về cái cách viết bức tranh như thế nào, thì anh chị có thể liên hệ với nhóm trưởng của mình. Nhóm trưởng của anh chị là những người vô cùng tuyệt vời. Nhóm trưởng của anh chị hỗ trợ anh chị để gửi cho anh chị những cái video đó, sẽ anh chị xem lại từ đầu tới cuối và anh chị nghiền ngẫm nên chị thực hành theo từng bước từng bước. Ở đây Yến không chia sẻ lại cái cách viết bức tranh mà Yến chỉ hỗ trợ anh chị thêm cái kiến thức, cái phần kiến thức để anh chị có thể là hoàn thành được cái mục tiêu của mình anh chị ha. Đó, bởi vì có cái bức tranh rồi, có mục tiêu rồi, nhưng mà chúng ta thực hành nó mới là nó thực hành để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó mới là điều tuyệt vời anh chị nha. Rồi, rồi bây giờ thì ngày hôm nay là Yến sẽ hỗ trợ anh chị. Khi mà anh chị đặt mục tiêu thì ai cũng muốn là mình thành công đối với cái mục tiêu đó, đúng không? Thành công đối với mục tiêu đó. Mà muốn kiến tạo thành công thì sao? Thì anh chị phải là muốn kiến tạo được thành công, chúng ta phải qua ba bước anh chị nha. Qua ba bước thì ngày hôm nay là Yến sẽ chia sẻ với anh chị là bước đầu tiên. Ba bước đó là bước gì? Là kiến tạo lại con người mới. Kiến tạo lại con người mới nè. Thay đổi niềm tin. Thay đổi niềm tin cũ đi. Rồi thay đổi chiến lược thì anh chị mới có thể là mới anh chị mới có thể là đạt được cái mục tiêu của mình anh chị ha. Đó, và để mà chúng ta cần phải đầu tiên chúng ta phải kiến tạo lại con người đã. Mà kiến tạo lại con người, kiến tạo lại con người thì chúng ta cần phải có bộ công cụ anh chị ha. Bộ công cụ là tư duy, rồi công cụ và kỹ năng anh chị nha. À, thì đầu tiên là hôm nay Yến sẽ chia sẻ với anh chị là làm sao để kiến tạo lại một con người mới. Tại sao chúng ta phải kiến tạo lại con người mới? Hiện tại chúng ta đang ở cái gì? Ở cái suy nghĩ cũ của chúng ta. Ở cái suy nghĩ cũ. Vì vậy mà nếu mà với cái suy nghĩ cũ thì theo anh chị có được cái cảm xúc mới không ạ? À? Có được hành động mới không ạ? À? Đó, không có được kết quả mới luôn anh chị ha. Đó, cho nên ngày hôm nay việc quan trọng của chúng ta là chúng ta làm sao để kiến tạo lại con người, cái con người mới để chúng ta có được kết quả mới anh chị nha. Đó, rồi đầu tiên thì chúng ta những anh chị chúng ta đã vào trong cái chương trình Zoom rồi thì anh chị hãy xem coi bạn bè mình còn ai mà giờ chúng ta biết là bạn đồng hành với mình đó mà mình chưa có vào thì anh chị có thể là nhắn tin cho họ để họ vào cùng ôn tập với chúng ta anh chị nhé. Còn những anh chị em đang xem livestream ở bên ngoài thì anh chị có thể là share cái livestream này về tường của mình hoặc là chia sẻ với người khác đó, và anh chị để chúng ta cùng nhau gieo nhân tốt nha. Theo luật nhân quả, chúng ta gieo nhân tốt thì chúng ta sẽ
gặt được một bầu trời quả ngọt anh chị nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu, thì trước khi chúng ta bắt đầu một chương trình gì thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho mình một ly nước anh chị, một ly nước và một nụ cười. Bởi vì sao anh chị? Não của chúng ta nó cần là nước và sự vui vẻ. Đó. Sự vui vẻ thì khi anh chị vào chương trình là anh chị bảo đảm vui vẻ rồi. Ai cũng năng lượng, ai cũng cười thật tươi thì anh chị vui vẻ rồi. Nhưng mà bây giờ anh chị nước có dễ không ạ? Rất dễ anh chị ha, rất dễ luôn. Nước là cái loại thức uống mà chúng ta rất là dễ tìm anh chị nha. Đó. Rồi như vậy thì để chúng ta không có bị gián đoạn trong cái quá trình chúng ta học anh chị ha. Rồi thì theo anh chị, một cái tư duy mà nếu như mà nó chưa có được ứng dụng thành công mà đem chia sẻ cho người khác thì theo anh chị có ứng dụng được thành công không ạ? Nếu như anh chị là người được chia sẻ một cái tư duy mà nó chưa được ứng dụng thành công thì có gọi là ứng dụng thành công không ạ? Không, đúng không ạ? Không, và cũng không gọi là gieo hạt được anh chị. Cho nên một tư duy hay kiến thức Yến muốn chia sẻ cho người khác thì phải được ứng dụng một cách nhuần nhuyễn và thành công. Và những cái tư duy, những cái kiến thức này Yến và những anh chị em trong câu lạc bộ đã ứng dụng thành công rồi mới chia sẻ lại cho nhiều người, đúng không ạ? Đó, để chúng ta gieo hạt, gieo những cái nhân tốt anh chị ha. Thì sáng nay có một cái câu chuyện vô cùng tuyệt vời, đó là khi mà Yến live stream, Yến đọc sách, Yến chia sẻ đọc sách đó, thì có những anh vào là tương tác, nói là sáng nay anh ấy lướt cái mạng tốt, anh ấy thấy rất là nhiều những cái màu áo tím, thấy rất nhiều những cái màu áo tím, và cái màu áo tím này sao mà toàn là đọc sách với lại chia sẻ tư duy kiến thức đó. Thì theo anh chị, Yến hay nghe người ta nói như vậy, người ta tương tác như vậy, thì theo anh chị có cảm thấy vui không ạ? Vui đúng không ạ? Đó, và đó là cái gì? Anh chị nhìn qua là anh chị sẽ rất là dễ dàng nhận dạng được. Ở đó là những anh chị em trong câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc. Anh chị ha, câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc. Và Yến rất tự hào khi mà mình có một cái trang phục như vậy. Đó, mình đang là thành viên của câu lạc bộ. Mình đang cùng nhau gieo cái nhân tốt cùng với người thầy của mình để mà mình nối dài cánh tay để giúp cho nhiều người biết đến cái chương trình học tập phát triển tư duy, ứng dụng luật hấp dẫn, ứng dụng các quy luật của cuộc sống anh chị ha. Đó. Vì vậy mà ở đây khi mà trong cái chương trình này có rất là nhiều tư duy, rất nhiều kiến thức đó, cho nên anh chị nào mà chúng ta có thể là chia sẻ cho bạn mình để chúng ta có thể là gieo những cái nhân tốt anh chị, gieo những cái nhân tốt. Bởi vì sao? Đối với câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc, đối với người thầy của Yến, anh chị nào mà được câu lạc bộ để chia cho phép được đứng lên chia sẻ, có nghĩa là người đó đã ứng dụng có kết quả rồi. Còn người đã học nhưng mà ứng dụng chưa có kết quả hoặc là chưa có kết quả lớn thì cũng chưa thể đứng lên để chia sẻ được, đúng không ạ? Đó, bởi vì cái hạt giống của họ là cái hạt giống, nó phải là cái hạt giống thật tốt thì mới đem trao cho người khác được anh chị ha. Đó. Rồi, cho nên á là hôm nay Yến chia sẻ với anh chị, thì điều đầu tiên Yến muốn nói với anh chị là gì? Đừng bao giờ tin những gì Yến nói. Đó, và khi Yến nói cái câu này thì có rất là nhiều anh chị hỏi Yến rằng: "Ủa, tại sao kỳ vậy? Tại sao mà Yến chia sẻ mà Yến lại nói là đừng có tin những gì Yến nói? Sao kỳ vậy ta?" Đó, bởi vì sao anh chị? Yến đang chia sẻ cái tư duy kiến thức mà Yến lại nói là đừng tin vào những gì Yến nói. Có nghĩa là tại sao? Tại vì Yến chia sẻ cái trên dựa trên cái quan điểm cá nhân của Yến, dựa trên cái tư duy kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm mà Yến đã ứng dụng thành công. À, Yến đã ứng dụng thành công. Mà anh chị thì ứng dụng, anh chị đã ứng dụng thành công chưa? Chưa, cho nên là anh chị đừng có tin. Khi nào mà anh chị ứng dụng thành công những cái kiến thức mà Yến chia sẻ, anh chị ứng dụng cho mình thành công, thì anh chị hãy tin. À, anh chị chỉ nên tin vào bản thân mình mà thôi. Đó, anh chị ha, tin vào bản thân mình. Cho nên ở đây có là bởi vì Yến đã ứng dụng dựa trên cái kiến thức tư duy này, cho nên Yến chỉ có thể chia sẻ dựa trên quan điểm cá nhân của mình. Đó, và những anh chị em chúng ta đã được học qua, đã nghe qua từ người thầy, cũng như là những anh chị em đã được học qua những tư duy kiến thức đó, thì Yến sẽ chia sẻ với anh chị trong ngày hôm nay và trong những cái buổi sau. Đó, thì khi mà anh chị nghe những cái tư duy kiến thức này, nếu mà có anh chị sẽ thấy là ôi sao cái kiến thức của Yến chia sẻ nó lạ quá. Đó, lạ quá.
chúng ta có thể chọn là chọn cách là sao anh chị? Chọn cách là anh chị tiếp tục nghe, nghe để nghe những tư duy mới, những kiến thức mới. Nhưng hoặc là anh chị cũng có thể chọn cái kiến thức là gì? Chọn kiến thức là chúng ta cứ im lặng, chúng ta nghe, chúng ta để đó, đừng vội phán xét hay là gì hết. Bởi vì sao? Mỗi một người có một cái suy nghĩ, mỗi một người có một cái góc nhìn khác nhau. Cho nên chớ vội phán xét gì hết, anh chị nha. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một người có một cái góc nhìn, có một cái suy nghĩ, có một cái nhận thức, anh chị nha. Mà không ai giống ai cả. Thì có thể cái quan điểm này nó đúng với Yến, nhưng mà đối với anh chị thì nó chưa có được đúng, đúng không? Đó, và yên tâm đi, Yến chỉ chia sẻ với anh chị cái quan điểm cá nhân của Yến thôi. Cho nên là nếu mà anh chị nghe, anh chị hiểu được thì cũng có thể giúp cho anh chị có được những cái tư duy kiến thức, có được những nhận thức khác, góc nhìn khác. Đó. Và ở đây ngày hôm nay có một cái thông tin, một cái giống như một cái nội quy vậy đó mà Yến muốn chia sẻ đến với anh chị, là trong cái chương trình này Yến cũng như là anh chị em câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc không có kinh doanh, cũng không buôn bán bất kỳ một sản phẩm hay một dịch vụ nào thuộc bất cứ một cho anh chị, cũng không thuộc bất cứ một cái tập thể hay là một cái tôn giáo đạo giáo nào, không tuyên truyền về chính trị luôn đó. Và đây chỉ đơn thuần là chia sẻ những tư duy kiến thức đã được học, đã được ứng dụng thành công rồi, bây giờ muốn chia sẻ lại để giúp cho anh chị ứng dụng, anh chị ha, giúp cho anh chị ứng dụng để anh chị có kết quả mà thôi đó. Cho nên á, trong cái quá trình mà chúng ta nghe chia sẻ thì có thể là anh chị ở trong nhóm học tập, anh chị có những người họ nhắn với anh chị, họ nói với anh chị rằng là anh chị mua cái này, anh chị mua cái kia, lôi kéo anh chị. Nhưng mà anh chị biết rằng khi mà Yến chia sẻ như vậy, mình không kinh doanh buôn bán bất cứ thứ gì, thì có nghĩa là có thể anh chị ở trong nhóm học tập hoặc là những anh chị đang theo dõi Yến ở bên ngoài các nền tảng khác thì cũng sẽ có người nhắn tin hỏi anh chị, nói anh chị. Nhưng mà anh chị yên tâm, đó là không phải là những người, những thành viên của câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc anh chị nha. Bởi vì câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc không có buôn bán, không kinh doanh cái gì cho anh chị trong cái chương trình này cả. Đó anh chị nha. Đó. Và ở đây thì ở đây chúng ta dựa trên, Yến chỉ dựa trên cái quan điểm tầm nhìn của mình và Yến đã được học. Đó, mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Đó anh chị ha. Cho nên khi mà chúng ta có một cái góc nhìn khác, đó anh chị, khi mà có một cái công thức, mà cái công thức này là công thức của người thành công, mà công thức này nó là cái công thức mà nó Yến thấy là nó đã đúng, mà đúng rất nhiều người. Đó là gì? Suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc nó đưa đến hành động, và hành động tạo ra kết quả. Mỗi suy nghĩ khác nhau dẫn đến hành động khác nhau, tạo ra kết quả khác nhau, đúng không chị? Đó. Cho nên nếu như với một góc nhìn mà hai người, ví dụ như Yến thì Yến thấy là cái góc nhìn đó là Yến thấy nó là số 6, nhưng mà anh chị lại thấy là số 9. Đó. Nhưng mà nếu như đó là cái góc nhìn của Yến thôi, nếu như mà chúng ta vẫn cứ gây với nhau, hai người vẫn cứ gây với nhau, tôi đúng rồi, tôi số 6 mà, bạn thì số 9 mà. Đó. Cãi nhau, thậm chí là bất hòa luôn anh chị. Đó. Họ tranh luận về quan điểm riêng của họ, cá nhân của họ. Thì ở đó, trường hợp ở ngoài kia anh chị thấy nhiều không ạ? Nhiều đúng không? Rất nhiều luôn. Đó, mà cái này anh chị chúng ta thấy nhiều nhất là ở đâu anh chị biết không? Ở trong gia đình. Anh chị ha, trong gia đình. Trong vợ chồng nè, những mối quan hệ vợ chồng nè, cha mẹ nè. Đó, rồi với giữa cha mẹ với con nè, đó, rồi giữa ông bà nè, đó, đúng không? Cho nên á, cái góc nhìn của chúng ta, đó. Bạn nhìn theo góc nhìn của bạn, người kia nhìn theo góc nhìn của người kia. Cho nên nếu như chúng ta vẫn cứ tranh luận với nhau, gây gỗ với nhau thì sao? Sẽ đưa đến cái mối quan hệ không hòa thuận, đúng không? Nhưng mà cái bản chất là gì? Bản chất là mọi người đều đúng hết anh chị. Mọi người đều đúng hết. Đó, chỉ có điều là do mỗi một người họ đứng rộng hơn mà thôi. Họ đứng rộng hơn, họ đứng về cái quan điểm của họ mà thôi. Đó. Và cái người mà đứng ở cái quan điểm đó là cái giới hạn của người đó. Anh chị ha, giới hạn của người đó. Và đó cũng là cái góc nhìn của họ. Đó, mỗi người có một cái giới hạn khác nhau. Đó, và khi mà anh chị chúng ta biết đến cái chương trình này, có nghĩa là anh chị chúng ta đang có một cái góc nhìn khác. Đó, anh chị em cứ hình dung đi. Với cái suy nghĩ như hiện tại, thì anh chị có được cái kết quả như hiện tại thôi. Đúng không? Đó, với cái suy nghĩ hiện tại,
cái cảm xúc hiện tại, cái hành động hiện tại thì chúng ta có cái kết quả hiện tại. Đó, và bây giờ nếu như anh chị, cái kết quả hiện tại của anh chị là do những cái tư duy, những cái suy nghĩ của anh chị tạo nên. Đó, vì vậy nếu như mà bây giờ anh chị muốn có một cái kết quả mới, muốn có một cái kết quả mới mà anh chị vẫn giữ cái suy nghĩ cũ, cái hành động cũ, thì sao? Thì làm sao có được kết quả mới? Và anh chị muốn có kết quả mới thì đó là một cái điều không tưởng. Anh chị ha, đó là cái điều không tưởng. Vì vậy, câu hỏi đặt ra, suy nghĩ của anh chị đến từ đâu? Đó, thì bao nhiêu anh chị chúng ta ở đây biết đến suy nghĩ đến từ đâu? Đó, anh chị ha, bao nhiêu anh chị chúng ta biết đến suy nghĩ của chúng ta nó đến từ đâu? Anh chị có thể là comment ha. Theo anh chị thì suy nghĩ đến từ đâu? Đúng rồi, suy nghĩ nó đến từ thế giới quan trong quá khứ của anh chị. Anh chị ha, suy nghĩ nó đến từ thế giới quan trong quá khứ. Và để cho anh chị chúng ta hiểu được là từ khi anh chị sinh ra, giống như là anh chị là một trang giấy trắng. Khi sinh ra anh chị là một trang giấy trắng. Mà cái tờ giấy trắng đó, nếu như ba mẹ của anh chị, thầy cô của anh chị, bạn bè của anh chị, môi trường xung quanh của anh chị viết lên đó những hình ảnh đẹp, những hình ảnh giàu có, những tư duy tốt, những tư duy thành công, thì sau này nó là những suy nghĩ của anh chị, là thế giới quan của anh chị. Nó tạo nên cái niềm tin của anh chị. Và niềm tin của anh chị chính là gì? Chính là suy nghĩ nè. Mà cái suy nghĩ đó nó cũng chính là cái tư duy của anh chị luôn. Đó, cho nên là khi mà anh chị biết được điều đó rồi thì sao? Biết được điều đó rồi thì cái suy nghĩ của anh chị, cái thế giới của anh chị nó tạo nên cái niềm tin. Mà niềm tin của anh chị đó, nó sẽ đưa đến cái hành động của anh chị. Ví dụ như bây giờ cái niềm tin của anh chị là anh chị tin rằng tôi là người, là tôi không làm được cái chuyện gì lớn, tôi không có kinh doanh được, tôi chỉ là người đi làm công thôi, đi làm công thôi. Và nếu như cái suy nghĩ của anh chị như vậy, anh chị nói rằng là tôi không có giỏi về khả năng bán hàng, dòng họ của tôi từ xưa đến giờ là không có ai biết bán hàng hết. Đó, giống như Yến nhà anh chị, giống như Yến nhà ngày xưa, lúc mà Yến lần đầu tiên Yến ra kinh doanh, anh chị biết không? Ra kinh doanh là Yến kinh doanh không thành công. Bởi vì sao? Đâu có tư duy kinh doanh gì đâu, đâu có biết tư duy kiến thức gì trong kinh doanh gì đâu. Đó, chỉ bắt chước người ta lao ra ngoài kinh doanh thôi. Thì kinh doanh nó không thành công anh chị. Nó không thành công rồi sao nữa? Không thành công thì có cái niềm tin giới hạn là cái việc kinh doanh này nó không dành cho tôi. Cái việc kinh doanh này là dòng họ tôi từ xưa đến giờ là không có kinh doanh. Đó, như vậy thì sao? Đó, thì mình thiết lập luôn cái niềm tin. Cái niềm tin như vậy anh chị. Và như vậy thì sao? Thì mình chỉ có là đi làm công thôi. Đi làm công thôi. Cho nên là mấy chục năm luôn anh chị. Đi làm công mấy chục năm luôn. Đó, đến gần tuổi về hưu rồi mới bắt đầu là thay đổi, mới biết là thay đổi bản thân, phát triển bản thân, rồi mới biết là thì ra là muốn thành công, muốn giàu có thì phải kinh doanh, phải đầu tư thì mới có thể thành công được. Còn nếu như vẫn đi làm công lãnh lương thì không có thành công được, không có giàu được anh chị ha. Đó, và khi mà Yến có cái niềm tin giới hạn như vậy á, thì Yến luôn tìm cách hết cái việc này làm không được thì Yến sẽ tìm việc khác, nhưng mà Yến không dám nghĩ đến cái việc kinh doanh. Đó, trong đầu của mình là mình có cái suy nghĩ vậy, cho nên là cái hành động của mình là mình sẽ đi tìm những cái công việc mà nó ổn định, lãnh lương ổn định đó. Đó, thì khi mà Yến gặp được cái môi trường, Yến có cơ duyên Yến gặp được cái môi trường của câu lạc bộ doanh nhân Kiến Quốc á, thì Yến gặp được người thầy của mình, người thầy giàu có của mình, và người thầy mới chia sẻ rằng là cái niềm tin của chị đó, cái niềm tin của chị lớn dữ lắm, niềm tin của chị lớn lắm, chứ không phải là chị làm không được, chị làm được, nhưng mà bây giờ chị phải thay đổi niềm tin trước đã, thay đổi niềm tin trước cái đã. Và bắt đầu Yến mới bắt đầu kiến tạo lại cái con người của mình, kiến tạo lại suy nghĩ, kiến tạo lại cái tư duy niềm tin của mình anh chị ha. Đó, thì đó chính xác là cái hành trình mà ngày hôm nay Yến chia sẻ với anh chị đó. Đó anh chị ha. Đó, cho nên là ở đây, và anh chị biết là mỗi người có một cái góc nhìn dựa trên những cái trải nghiệm của bản thân mình. Cho nên Yến nói với anh chị rằng là giữa những người ngoài kia, người giàu và người chưa giàu, thì theo anh chị, người giàu đông hơn hay là người chưa giàu đông hơn? Nếu như mà anh chị cho rằng người giàu đông hơn thì anh chị comment số 1. Còn nếu như anh chị cho rằng người chưa giàu đông hơn thì anh chị comment số 2 cho Yến thấy ạ.
chúng ta tương tác anh chị ha, chúng ta tương tác đó, thì đừng 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 ngại gì cả đó, mình học để mình tương tác, để mình tư duy anh chị, mình tương tác để mình tư duy lên đó anh chị ha. Đúng rồi, anh chị nói đúng rồi đó, là ở bên ngoài người chưa giàu, người chưa thành công đông hơn, đông hơn cái số người mà họ thành công, họ giàu có nó ít hơn, ít hơn nhiều lắm, ít hơn nhiều lắm. Vì vậy ở đây cho nên á, là chúng ta thấy rằng, hay là chúng ta nói một cách đơn giản đó, là ai trong chúng ta ở đây được sinh ra trong một gia đình giàu có, ai được sinh ra trong gia đình giàu có thì anh chị comment số 5. Còn ai mà sinh ra trong một gia đình chưa được giàu có, anh chị comment số 7 cho Yến thấy đây. Rồi, đúng rồi. Cảm ơn anh chị đã tương tác rất là tích cực. Tại vì á, là nếu như mà chúng ta đã sinh ra trong một gia đình giàu có rồi, thì mình không có đi tìm đó anh chị. Mình không có đi tìm để mà mình tìm những cái cách nào để mà mình thay đổi, mình phát triển bản thân, thì Yến tin chắc là anh chị không có ở trong cái chương trình này đâu, đúng không? Không có trong chương trình này đâu, giống như Yến vậy thôi đó. Cho nên á, là khi chúng ta không được sinh ra trong gia đình giàu có, thì như vậy từ cái thông tin này, từ cái dữ liệu mà Yến anh chị cung cấp ha đó, thì bây giờ chúng ta biết rằng là chúng ta đang ở đâu rồi, đúng không? Chúng ta đang ở cái giai đoạn nào, chúng ta đang ở đâu, cần phải phát triển không anh chị, cần phải phát triển không đó, đúng không? Đa số chúng ta đều là sinh ra trong gia đình chưa có được giàu có, nghĩa là cái thế giới quan bên trong của anh chị là gì? Đó là những tư duy, kiến thức, những nhận thức và những niềm tin của người chưa giàu, niềm tin của người chưa giàu, và chính những cái niềm tin đó nó cho anh chị cái kết quả ở hiện tại, có đúng không ạ? Từ cái niềm tin, cái tư duy cũ nè, cái niềm tin cũ nè, nó cho anh chị cái kết quả hiện tại, đúng không? À, cho nên á, để mà có cái kết quả mới thì sao? Có kết quả mới trong tương lai, trong tháng tới, trong năm tới đó, thì sao? Thì hiện tại anh chị phải thay đổi. Mà thay đổi thì mình phải thay đổi bắt đầu từ suy nghĩ, từ tư duy, từ nhận thức, có đúng không anh chị? Tại vì cái công thức mà nó luôn đúng nè, suy nghĩ nó tạo cảm xúc, cảm xúc đưa đến hành động, hành động mới dẫn ra đến kết quả. Vì vậy phải thay đổi bắt đầu từ suy nghĩ, thay đổi bắt đầu từ tư duy anh chị ha. Đó, cho nên từ những cái thông tin đó, chúng ta Yến đặt ra câu hỏi cho anh chị nè, là anh chị hiểu được là trong cái chương trình này chúng ta cần phải học tập, đúng không? Nhận được, chúng ta học được, chúng ta phải biết được là chúng ta cần phải được học, và chúng ta thay đổi bản thân mình, thay đổi suy nghĩ, thay đổi tư duy đó. Những cái điều gì mà anh chị mình phải dành thời gian để học, lý do vì sao mà anh chị phải dành thời gian để anh chị học cái chương trình 22 ngày bí mật thu hút thịnh vượng của doanh nhân Hân Phan đó, đúng không? Đó, anh chị biết lý do vì sao anh chị cần phải học, là anh chị học cái chương trình đó, và anh chị có mặt ở đây có nghĩa là anh chị cần phải được là gì, bổ sung thêm kiến thức, ôn tập lại kiến thức đó, hỗ trợ thêm của anh chị đó, lý do vì sao chúng ta có mặt trong những cái chương trình này đó. Khi mà anh chị đã hiểu được nó rồi, hiểu rõ được vì sao tôi phải làm như vậy thì vô cùng tuyệt vời, đúng không? Vì sao tôi phải làm như vậy thì tôi mới làm, còn nếu tôi không hiểu được vì sao tôi làm, mà cho dù có ép tôi làm đi nữa thì tôi làm nó cũng không có kết quả, đúng không? Đó, cho nên ở đây cái quan điểm của Yến rất rõ ràng, nếu như mà Yến chia sẻ kiến thức giúp cho anh chị mà anh chị chúng ta thay đổi thì ok. Còn nếu như Yến chia sẻ giúp cho anh chị mà anh chị không có hiểu được lý do vì sao anh chị phải học đó, và anh chị phải tiêu tốn một ngày là ít nhất là 1 tiếng đến 2 tiếng một ngày để mà anh chị học tập cùng với Yến, thì mà anh chị lại không nhận được một cái giá trị gì, thì nó có phải là mất thời gian của anh chị không? Nó mất thời gian của anh chị. Thay vì như vậy thì anh chị dành thời gian để anh chị có thể là làm những cái việc khác, dành cho gia đình, hay là dành cho con cái, hay là dành để anh chị nghe một bản nhạc hay, hay là xem một bộ phim. Đó, nó vẫn có giá trị đối với anh chị. Nhưng mà nếu như anh chị học ở với cùng với Yến, cùng với những cái chương trình của câu lạc bộ mà anh chị nhận được giá trị thì sao? Nó lớn vô cùng so với cái thời gian mà anh chị dành cho những cái việc khác, đúng không? Học kiến thức để chúng ta
có tư duy để chúng ta tiến về mục tiêu của chúng ta nó nhanh hơn, đúng không? Nó nhanh hơn, nó thuận lợi hơn. Đó, cho nên á, là ở đây Yến không có quan tâm ngoài kia người khác họ nói gì về Yến. Yến chỉ quan tâm cái việc là Yến giúp được cho bao nhiêu anh chị, giúp được cho bao nhiêu anh chị có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình, họ thành công hơn, họ hạnh phúc hơn, anh chị ha. Đó, và hỗ trợ được cho họ để họ thay đổi cuộc sống của họ, cũng như các bạn trẻ cũng vậy anh chị. Đối với các bạn trẻ hoặc là đối với những bậc làm cha làm mẹ đó, ví dụ vậy, họ thay đổi được cái tư duy gốc rễ của họ. Đó, tư duy gốc rễ của họ để họ ứng dụng thành công vào cuộc sống của họ. Đó, cho nên khi mà anh chị có được cái bộ công thức, anh chị học được cái bộ công thức rồi mà anh chị còn ứng dụng có kết quả nữa thì sao? Thì sau này anh chị có thể là chia sẻ lại cho con của mình, đúng không? Chia sẻ lại cho con của mình. Đó, để đời con của mình đó, nó cũng bắt đầu nó có được những cái tư duy tốt, đúng không? Thì anh chị, khi mà anh chị tham gia chương trình của câu lạc bộ, anh chị cũng thường xuyên nghe rằng là có những đứa trẻ con của những anh chị đang học trong câu lạc bộ đó, thì con của họ cũng dần tốt lên. Tại sao khi mẹ học mà con lại dần tốt lên? Đó, có nghĩa là mẹ có thể là mẹ làm gương cho con nè, hoặc là ví dụ như mẹ nghe chia sẻ nè, cái con nó ngồi kế bên đó, thì ví dụ như chia sẻ 10 câu nó nghe cũng được 5-7 câu, đúng không? Mặc dù nó chưa có hiểu rõ lắm đâu, nó chưa hiểu rõ lắm đâu, nhưng mà liên tục nó nghe, tiềm thức của nó nghe về gì? Về thành công, về giàu có, đó, đúng không? Về tư duy, về kiến thức, đó, anh chị ha. Cho nên là nó vẫn tốt hơn là nó nghe. Anh chị có công nhận với Yến rằng là khi mà một đứa trẻ mà nó phát triển lên, nó được sinh ra và nó phát triển trong cái môi trường mà cha mẹ cãi nhau, cha mẹ cãi nhau, cha mẹ thường hay là chửi thề, hay là thường hay là nói những lời là không có được êm ái lắm, thì cái khuynh hướng khi mà cái đứa trẻ đó lớn lên, nó sẽ làm gì? Nó sẽ có những cái khuynh hướng là cái đức tính của nó, cái tính tình của nó cũng, cái khuynh hướng cũng giống giống như vậy. Anh chị có đồng ý như vậy không? Anh chị có đồng ý với ý như vậy không ạ? Nếu như mà anh chị đồng ý với ý như vậy, anh chị comment số 1 cho em thấy đi. Rồi, đúng rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều, cảm ơn anh chị đã tương tác rất là tích cực luôn. Anh chị ha, đó, thì ở đây khi mà chúng con của chúng ta nó sống trong cái môi trường như vậy, cha mẹ của nó biết hiểu chuyện, cha mẹ của nó biết làm gương, cha mẹ của nó biết phát triển tư duy, thì sao? Thì nó cũng được nhận, nó cũng được sống trong cái môi trường tốt mà, đúng không? Đó, cho nên á, là khi mà anh chị chúng ta có được cái bộ công thức rồi, thì có thể là anh chị chia sẻ lại cho con của mình. Đó, cho nên là khi mà Yến học cái bộ công thức này á, anh chị biết không? Đó, và chỉ cần Yến không có cần phải nói là chồng phải làm gì, con phải như thế nào, không có. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân Yến, cái sự phát triển của mỗi ngày của Yến đó đã là một tấm gương, đã là một cái tấm gương rồi. Cho nên là mọi người xung quanh Yến cũng phải thay đổi để phù hợp. Anh chị ha, cũng phải thay đổi để phù hợp. Vì vậy mà khi mà anh chị Yến nghe được một cái câu, anh chị Yến nghe được một cái câu là điểm đến của bạn là vạch xuất phát của con bạn. Đó, điểm đến của bạn là vạch xuất phát của con bạn, có nghĩa là khi mà bạn đã thành công thì có phải là con của bạn nó xuất phát ở một cái vạch xuất phát tốt hơn những đứa trẻ khác không ạ? Đó, thì đó là cái mà anh chị chúng ta nghe và chúng ta sẽ biết được là như vậy thì cái việc mà mình phát triển để mình thành công hơn, để cho con mình nó có một cái môi trường tốt hơn và nó có một cái vạch xuất phát tốt hơn, đó là cái động lực, đúng không ạ? Đó là một cái động lực. Đó, cho nên á, khi mà là anh chị mà đã ứng dụng và đạt được cái điều đó rồi, khi mà anh chị ứng dụng được cái bộ công thức đó và anh chị đã đạt được điều đó rồi, thì khi mà anh chị hướng dẫn lại cho người khác, hướng dẫn lại cho người thân hoặc bạn bè hay là con hay là cháu của mình, thì anh chị hướng dẫn có dễ không ạ? Rất là dễ dàng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã làm được rồi. Mình đã làm được rồi. Nó cũng giống như là Yến vậy đó. Yến đã ứng dụng cái bộ công thức này và Yến đã thành công rồi. Yến đã biết được là nó đi qua những cái con đường như vậy, phải ứng dụng bằng những cái cách như vậy. Thì Yến chia sẻ lại cho anh chị. Anh chị sẽ ứng dụng nó dễ hơn. Đúng không? Đó. Cũng giống như người thầy của Yến vậy đó. Người thầy của Yến nó đi trước rồi. Cho nên là đi sau một cái, người thầy của Yến chỉ rằng là tới chỗ đó là phải quẹo cua, tới chỗ đó là phải quẹo sang trái, sang phải. Thì lúc đó là
à, lúc đó là mình biết mình đâu có phải là tốn nhiều công sức, đúng không anh chị? Cho nên là bằng hết sức Yến sẽ giúp cho anh chị phát triển một cách tốt nhất anh chị ha. Đó, nhưng mà quan trọng ở đây là những cái tư duy Yến chia sẻ ứng dụng, đó là những trải nghiệm thật, những tư duy được trải nghiệm thật, thực chiến tạo ra kết quả thật. Cho nên là Yến sẽ sử dụng những cái ngôn từ nó đơn giản thôi, bình thường nhất thôi. À, đó, cho nên là bởi vì đa phần chúng ta ở đây là những người được sinh ra trong những gia đình chưa được giàu có, đúng không? Cho nên là ở đây đó, nói những cái ngôn từ đơn giản thôi để chúng ta dễ hiểu anh chị ha. Đó. Rồi, ở đây thì có một cái phần mà Yến muốn chia sẻ với anh chị. Đối với người anh chị có đồng ý với Yến rằng người giàu và người chưa giàu họ khác nhau ở điểm nào? Người giàu và người chưa giàu họ khác nhau ở điểm là suy nghĩ mà thôi. Khác nhau ở cái suy nghĩ thôi, chứ họ không khác, họ không thông minh hơn đâu anh chị. Họ không thông minh hơn người chưa giàu đâu. À, đó, mà chẳng qua là họ khác, họ suy nghĩ khác thôi. Cái quan điểm của họ khác và họ khác nhau ở những cái suy nghĩ và những cái góc nhìn thôi. Đó anh chị ha. Đó, bởi vì suy nghĩ khác nó sẽ đưa đến cảm xúc khác, mà cảm xúc khác nó sẽ đưa đến hành động khác, và hành động khác nó sẽ dẫn đến kết quả khác. Vì vậy đó, vì vậy mà khi mà anh chị à, từ khi mà anh chị à, trừ khi anh chị có không có cái tâm sáng nè, chứ nếu như chỉ cần anh chị có một cái tâm sáng nè, một cái tâm hướng thiện nè, và một cái sự khao khát thành công thôi, khao khát thành công thôi, chỉ có hai thứ đó là hai cái mà mọi người là không đào tạo được, đúng không? Cái khao khát thì không thể đào tạo, mà cái tâm của anh chị là không đào tạo được thôi. Ngoài ra kỹ năng nào, kiến thức nào, tư duy nào cũng đào tạo được hết anh chị ha, cũng đào tạo được hết đó. Và ở đây thì Yến nói với anh chị nè, đối với anh chị thì Yến hoàn toàn có thể là nói với anh chị rằng là nếu như anh chị thật sự khao khát cộng với một cái tâm sáng thì anh chị có chắc chắn anh chị sẽ thành công, nếu như anh chị ứng dụng theo cái bộ công thức mà Doanh Nhân Hân Phan chia sẻ cho anh chị vào cái chương trình mà 22 ngày mà bí mật thu hút sự thịnh vượng á, vào lúc 20 giờ tối mỗi ngày đó, thì anh chị cứ làm đúng như vậy. Và bên cạnh đó anh chị còn có thêm những cái chương trình hỗ trợ thêm, ví dụ như là chương trình đọc sách ứng dụng lòng biết ơn buổi sáng nè, chương trình đọc sách vào lúc 8 giờ sáng nè, để cho anh chị hỗ trợ anh chị thay đổi nè, thay đổi những cái tư duy đó, thay đổi những cái tư duy gốc rễ của chị đó. Và cái chương trình ôn tập cái buổi 2 giờ trưa này, và cái chương trình buổi tối, cái chương trình buổi tối 22 giờ để giúp cho anh chị là đặt những cái mục tiêu cho mình đó. Thì cái môi trường mà để mà anh chị phát triển đó là cái môi trường rất là cần thiết. Bởi vì sao anh chị? Là khi mà anh chị, cho dù anh chị có đi học ở những cái khóa phát triển bản thân đó, giống như Yến trước đây vậy đó, đi học ở những cái khóa phát triển bản thân, nhưng mà khi mà về học thì năng lượng lắm, nhưng mà khi về không có cái môi trường để mà ứng dụng thì cái năng lượng nó dần dần nó bị xẹp xuống, cái năng lượng dần nó bị xẹp xuống. Và khi mà nó đã bị xẹp xuống á anh chị, nó đã tụt cái năng lượng nó xuống rồi thì đâu có môi trường đâu mà thực hành, đâu có môi trường đâu ai hướng dẫn hỗ trợ, đúng không? Đó, vì vậy mà câu lạc bộ biết được điều đó, cho nên là có cái môi trường để anh chị rèn luyện liên tục đó, trong tất cả các khung giờ nào cũng có hết đó, sáng rồi trưa rồi tối rồi tới 10 giờ đêm đó anh chị ha. Đó, và ở đây á, nếu như mà anh chị mà nghiêm túc mà ứng dụng á, mà thực hành á, đó thì anh chị luôn luôn lúc nào cũng ở trong cái môi trường có năng lượng tích cực cả đó, và cái môi trường nào cũng chia sẻ với anh chị những cái tư duy kiến thức cả đó. Cho nên là anh chị cứ yên tâm anh chị ha. Đó, anh chị học theo những cái anh chị đã ứng dụng rồi đó, chúng ta học theo. Nếu như bây giờ anh chị là chưa có niềm tin 100%, anh chị cứ làm theo đi. À, làm theo đi. Nếu như mà không làm theo thì làm theo anh chị có mất cái gì không? Không có mất cái gì hết á. À, không có mất cái gì cả. À, nhưng mà nếu như mà anh chị làm theo á, là anh chị có một cái cơ hội. Có cơ hội gì? Cơ hội là nếu như mà cái bộ công thức này nó đúng với anh chị thì anh chị thành công. Đúng không? Nó đúng với anh chị thì anh chị thành công. Đó. Vì vậy ở đây tất cả nó đến từ cái việc là chúng ta có chấp nhận chúng ta học tập hay không, từ bỏ đi
đổ cái ly nước của mình ra để mà mình có là một cái ly nước trống để mà mình học tập, mình tiếp nhận kiến thức mới anh chị ha, tiếp nhận kiến thức mới mình mới có được cái hành động mới được, thì mới có kết quả mới được. Và nếu như đối với một người mà họ không có tiếp nhận được cái kiến thức mới, chẳng qua là gì anh chị, chẳng qua là nó tất cả nó đến từ cái tôi của họ quá cao mà thôi, cái tôi quá cao đó. Cho nên á, là những anh chị mà chúng ta không có học với một tâm thế một ly nước trống á, thì thường người đó sẽ có cái tâm thế nghi ngờ anh chị đó. Cái tâm thế nghi ngờ thì cái kết quả không lớn anh chị ha, cái kết quả không lớn. Cho nên ở đây thì chúng ta biết rằng khi mà anh chị tập trung, anh chị phát triển, học tập trung phát triển tư duy đó, thì những cái điều tập trung suy nghĩ những điều tích cực, thì chúng ta hạn chế được gì? Khi mà anh chị, cái suy nghĩ của anh chị đó, khi mà anh chị tập trung vào cái những cái điều tích cực đó, thì anh chị đâu có thời gian để mà tập trung vào những điều là chưa được tích cực, đúng không? Đó. Và có một cái người bạn mà Yến đã hỗ trợ trong nhóm học tập á, bạn ấy nói rằng như vậy nè, bạn ấy nói rằng là ồ chị, em trước giờ em hay có cái thói quen là em ở nhà là em hay đi lục lão này lục lão kia để em kiếm này kiếm kim ăn vặt, nhưng mà từ khi mà em học với lại câu lạc bộ á chị, em học với câu lạc bộ á là chương trình nó cứ liên tục như vậy đó, hết chương trình này tới chương trình kia đó, đó liên tục như vậy thì em không có nhiều thời gian để mà em ăn vặt, cho nên là dạo này em khỏe lắm chị. Đó là một thành công, đúng không? Đó là một thành công. Cái việc mà chúng ta tập trung vào cái việc học phát triển tư duy, nó cũng giúp cho chúng ta đó, không có cái thời gian trống để suy nghĩ không tích cực, hoặc là làm những cái việc mà nó không có được, không có phục vụ cho cái mục tiêu của chúng ta. Ví dụ như bây giờ anh chị có cái thói quen là hay nghe nhạc buồn, hay là xem những cái tin tức không tích cực, không tin tức drama đi, ví dụ như vậy đi. Nhưng mà bây giờ anh chị học phát triển thời gian nó liên tục như vậy thì nó đâu có thời gian đâu để mà tập trung vào đó. Không có thời gian tập trung vào đó. Cho nên đó là cái mà chúng ta đạt được đó anh chị. Bởi vì sao anh chị? Khi mà anh chị có một cái suy nghĩ mà có một cái việc gì đó mà nó chưa được tích cực, mà anh chị cứ tập trung để anh chị loại bỏ nó, thì khi mà anh chị tập trung càng nhiều, nó càng mở rộng ra. Nhưng nếu như mà anh chị chỉ tập trung bỏ lơ nó đi, đừng để ý tới nó nữa, mình tập trung vào cái gì? Tập trung vào cái gì? Việc là mình học tập, mình phát triển đó, mình học tập, mình nghe phân tích sách nè, mình ứng dụng lòng biết ơn nè, hoặc là mình học phát triển tư duy nè, mình ghi chép nè đó, thì như vậy đó thì anh chị không có thời gian. Đó là cái câu chuyện ứng dụng trong những anh chị em trong câu lạc bộ mình đó anh chị ha, những anh chị đang học ở trong cái chương trình của câu lạc bộ đó đó. Vì vậy mà cái việc mà chúng ta dành thời gian nhiều cho cái việc phát triển nó rất là có lợi nha, nó rất là có lợi đó anh chị ha. Đó, vì vậy đó cho nên Yến mong rằng anh chị nên tập trung để học tập, tập trung suy nghĩ những điều tích cực để hạn chế hết mức tối đa những cái việc. Ví dụ như là khi mà anh chị tập trung thực hành lòng biết ơn thì anh chị sẽ biết ơn, thì anh chị không có nổi nóng, đúng không? Không có nổi nóng đó. Và anh chị cũng biết là mình cần phải bảo vệ cái quan điểm gì. Ví dụ như mình thấy là ngày hôm nay mình đi về mình nói chuyện với chồng của mình đó, thì chồng của mình nói là không, như vậy em nói như vậy sai rồi, như vậy mới đúng. Thì nếu như bình thường anh chị sẽ cãi lại, đúng không? Anh chị sẽ phùng mang trợn má lên cãi lại. Nhưng mà bây giờ anh chị đã có học cùng với câu lạc bộ rồi, học phát triển tư duy rồi. Số 6, số 9, nhớ lại, số 6, số 9. Mình thấy số 6 nhưng mà chồng thấy số 9. Như vậy thì mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau rồi. Như vậy này không có phải là ai đúng không ai sai cả. Đừng có cãi nhau, đúng không? Đừng có cãi nhau. Như vậy thì gia đình nó êm đẹp hơn không anh chị? Đó, khi mà anh chị có tư duy hơn thì gia đình của anh chị nó sẽ hạn chế những tối đa những cái bất hòa có thể xảy ra. Đó là những người hiểu biết đó anh chị ha. Những người hiểu biết đó, chúng ta phải gọi là hiểu biết. Rồi bây giờ chúng ta phát triển lên nữa thì mới gọi là người có trí tuệ anh chị nha. Đó. Cho nên á, khi mà đối với những cái trường hợp mà khi mà anh chị chưa biết đến cái môi trường phát triển là anh chị thường hay nổi nóng, mà anh chị biết rằng cái nổi nóng đó nó không có tốt cho sức khỏe. Đầu tiên nó không tốt cho bản thân mình, anh chị biết sao không? Đó. Là ở đây nè, có một cái nghiên cứu khoa học nha, là giận dữ trong một phút thì cơ thể của chúng ta tiết ra một cái chất độc.
có thể giết chết một con chuột bạch trưởng thành là chỉ trong một phút nha. À, cái này là khoa học chứng minh à, chứ không phải Yến nói nha. À, và với một giờ giận dữ thì cơ thể của anh chị tiết ra chất độc có thể giết chết 80 con chuột hamster trưởng thành. Đó, anh chị thấy ghê chưa? Cho nên á, là hãy suy nghĩ tích cực, tập trung vào điều tích cực chứ đừng có giận dữ, cũng đừng có là nổi nóng nha. À, như vậy thì nó sẽ có hại cho chính bản thân mình. Anh chị ha, chính bản thân mình và cái người mà sẽ bị tổn thương nhiều nhất đó là gì? Là ai? Đó là người thân yêu của anh chị. Đúng không? Người thân yêu của anh chị bị tổn thương nhiều nhất. À, cho nên là đó là khoa học chứng minh nha, chứ không phải Yến đó. À, vì vậy, khi mà chúng ta giận, nó giống như là chúng ta cầm cái một cái viên than hồng ở trên tay và chúng ta muốn ném người khác, nhưng mà bản thân chúng ta lại là người bị phỏng anh chị. Đó, anh chị ha. Đó, cho nên là khi mà chúng ta tập trung, chúng ta phát triển là chúng ta sẽ có lợi về mọi mặt lắm anh chị. Học các chương trình của câu lạc bộ, anh chị được phát triển một cách toàn diện, được thực hành lòng biết ơn nè, được ứng dụng luật hấp dẫn nè, rồi gì nữa, phát triển tư duy nè, rồi đặt mục tiêu nè, rồi làm thế nào để hoàn thành mục tiêu. Anh chị thấy không? Đó, thì khi mà anh chị tham gia đầy đủ các chương trình của câu lạc bộ, đó, mặc dù anh chị đâu có mất phí gì đâu, anh chị chỉ tốn thời gian và anh chị nghiêm túc học tập thôi. Đó, thì khi đó nó tốt cho bản thân anh chị, đó, thì anh chị cũng nhận thấy rằng tất cả những người thành công và giàu có đó, họ rất là nhàn nhã thảnh thơi, họ rất là thoải mái. Đó, nhưng mà những cái người chưa có thành công á thì sao? Những người chưa thành công thì họ thường họ hay mắc những cái chứng bệnh, những cái chứng mà nan y. Bởi vì sao? Nó bắt nguồn từ cái sự giận dữ đó anh chị. Bắt nguồn từ sự giận dữ. Cho nên chúng ta muốn sống lâu, sống khỏe, thì sống trẻ, sống đẹp thì sao? Thì chúng ta phải có một tinh thần luôn luôn tích cực, một cái ý chí, nó biết được cái nào là đúng, cái nào là chưa đúng. Mà muốn biết được điều đó, nó phải đến từ tư duy của anh chị, từ cái góc nhìn của anh chị, từ tư duy của anh chị nha. Đó. Và chúng ta phải ý thức được là chúng ta phải làm gì để bảo vệ cái gì? Bảo vệ tâm trí của chúng ta. Đầu tiên là bảo vệ tâm trí trước, rồi bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cơ thể của chúng ta. Đó. Để mà nhận biết được những điều mà chưa được tốt cho cơ thể của mình thì anh chị cần phải ý thức, nhận thức, đúng không? Đó. Cho nên là trong cái chương trình 22 ngày này, Yến sẽ hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất để anh chị phát triển tư duy và anh chị chinh phục mục tiêu của mình. Đó, để mà thay đổi bản thân, trở nên thành công hơn. Thì có khi nào anh chị cho rằng ôi, tôi sinh ra không có phải là trong cái môi trường là gia đình của tôi không có sinh ra trong gia đình giàu có thì tôi không thể nào thành công và giàu có được. Có khi nào anh chị nghĩ như vậy không ạ? À, hoặc là gia đình của tôi thì không có cái truyền thống là kinh doanh đó, cho nên là chắc tôi không kinh doanh được. Đó, anh chị ha, đó, thì đó chính là cái niềm tin giới hạn thôi, cái tư duy cũ, cái tiềm thức cũ của anh chị mà thôi. Đó, anh chị ha, cái gì cũng có thể đào tạo được hết, cái gì cũng có thể học được hết. Quan trọng là anh chị có muốn học nó hay không thôi. Đó, anh chị nha, muốn học nó hay không thôi. Đó. Và khi mà anh chị đã đồng hành, đã học cùng 22 ngày cùng với Yến thì chắc chắn anh chị sẽ thay đổi được. Anh chị ha. Đó. Rồi, đó là cái phần mà Yến muốn chia sẻ với anh chị ha. Đó. Thì ở đây anh chị, khi mà anh chị là đến với cái chương trình 22 ngày này, thì cái chương trình 22 ngày của Doanh Nhân Hân Phan trong cái buổi 20 giờ mỗi ngày đó là một cái bộ công thức. Đó, là cái bộ công thức mà nó hỗ trợ cho anh chị từ lúc mà anh chị bắt đầu là thiết lập mục tiêu cho đến học những cái tư duy kiến thức để anh chị có thể là đạt được cái mục tiêu đó. Chứ còn cái việc mà ghi mục tiêu ra mà không đạt được thì không có chuyện gì để nói đâu anh chị. Thì ghi mục tiêu ra, thiết lập mục tiêu, rồi có cách để mà anh chị đạt được mục tiêu cái đã. Đó, và cái việc đó là gì? Là anh chị chúng ta phải phát triển cái tư duy của mình, phát triển cái đánh thức cái con người phi thường bên trong của mình. Đó, cho nên là cái việc mà anh chị nghiêm túc đồng hành 22 ngày, đó, nó sẽ giúp cho anh chị có một cái bộ tư duy gốc rễ cơ bản. Và bên cạnh đó những cái chương trình hỗ trợ thêm, đó, những cái chương trình hỗ trợ thêm, đó, ngoài cái chương trình chính, anh chị còn được những cái chương trình hỗ trợ thêm nữa. Anh chị thấy tuyệt vời không? Đó,
quá tuyệt vời đúng không? À, cái bộ tư duy gốc rễ cơ bản nó là cái nền tảng đầu tiên để giúp cho anh chị chúng ta học tập cũng như là ứng dụng những cái kiến thức cơ bản và nền tảng mà anh chị phải có đó. Mà cái kiến thức cơ bản và nền tảng đó là gì? Là cái bộ tam giác. Cái bộ tam giác thành công là tư duy nè, công cụ nè, kỹ năng đó anh chị ha. Đó thì theo anh chị thì cái nó giống như là cái kiềng ba chân vậy đó. Cái bộ tam giác này nó giống như cái kiềng ba chân vậy đó. Mà theo anh chị đó, đối với một cái kiềng mà nó thiếu đi một chân, nó có hai chân thì nó có đứng vững không? Nó có vững không anh chị? Nếu mà anh chị cho rằng vững, anh chị comment số 2 cho chúng thấy ạ. Còn nếu mà anh chị thấy rằng nó không vững thì anh chị comment số 3 đi ạ. Rồi, đúng rồi, số 3. Có nghĩa là cái kiềng ba chân này nó phải là đủ ba chân. Nếu mà nó thiếu đi một chân, anh chị thấy nó giống như là cái gì mà của anh chị mà nó có ba cái chân á, mà bây giờ nó thiếu đi chân thì nó đứng có được không ạ? Nó đứng có vững không? Không vững anh chị ha, không vững luôn. Vì vậy mà ở đây cái bộ tam giác này nó là tư duy, công cụ và kỹ năng, nó đều là phải đi cùng lúc với nhau, song song cùng lúc đi cùng lúc với nhau. Đó. Thứ nhất của là gì? Là tư duy. Thứ hai công cụ, thứ ba kỹ năng. Đó, thì theo anh chị, một cái mâm cơm mà nó chỉ có cơm không? Nó chỉ có cơm không thì nó có gọi là cái mâm cơm không anh chị? Hoặc là cái mâm cơm mà nó chỉ có rau không? Hoặc là một cái mâm cơm mà nó chỉ có cá hay có thịt không? Nó có gọi là một cái mâm cơm đầy đủ không? Không, anh chị ha, không đủ. Nhưng một mâm cơm mà nó đầy đủ trọn vẹn, nó phải là có cơm, rau và thịt cá, đúng không? Đó là cái cần thiết nhất. Đó là cái mâm cơm hoàn chỉnh. Mâm cơm hoàn chỉnh đó là cái mâm cơm của người thành công anh chị ha. Mâm cơm của người thành công thì cái bộ tư duy, công cụ, kỹ năng nó cũng giống như vậy anh chị đó, nó cũng giống như vậy đó. Và đứng đầu là tư duy. Tư duy thì ở đây Yến khuyến khích anh chị là nên có cho mình cái quyển sách. Quyển sách đầu tiên là quyển sách Bí mật tư duy triệu phú. Chính cái quyển sách này nó sẽ giúp cho anh chị phân biệt đâu là tư duy của người giàu, đâu là tư duy của người chưa giàu. Đó, anh chị ha, của người chưa giàu. Đó. Và ở đây, Yến vừa rồi, Yến đã chia sẻ với anh chị cái góc nhìn rồi. Nếu như chúng ta muốn có cái góc nhìn của người giàu, thì chúng ta phải có cái suy nghĩ cũng như cái nhận thức của người giàu, thì chúng ta mới có được cái kết quả giống như họ. Có đúng không ạ? Đó. Nhưng mà giờ có những anh chị đặt câu hỏi với Yến rằng, nhưng mà giờ chẳng may tôi có cái tư duy của người nghèo rồi thì sao? À, không sao cả, không sao cả. Thì cái tư duy đó nó sẽ giúp cho anh chị nhận thức được, tôi đang có cái tư duy của người chưa giàu. Đó, và anh chị, đặc biệt anh chị sẽ lưu ý để chúng ta thay đổi, đúng không? Chúng ta nhận biết được chúng ta có cái tư duy đó rồi là chúng ta thay đổi được. Đó. Thì khi mà anh chị nhận thức được một cái tư duy nào đó, nó là cái gì, và nhận thức được cái tư duy cũ đó, nó không giúp cho anh chị có được kết quả mới, thì sao? Thì anh chị sẽ tự khắc chọn cho mình một cái định hướng mới và một cái suy nghĩ mới, đúng không? Một suy nghĩ mới, một hành động mới. Và nó dẫn anh chị đến cái kết quả là có cái kết quả mới, đúng không? Chỉ cần anh chị, cho dù anh chị đang hiện tại, anh chị đang có cái tư duy chưa giàu, tư duy của người chưa giàu, đúng. Thì anh chị đã nhận biết được mình là có cái tư duy của người nghèo. Thì mình sẽ thay đổi. Đó. Mình sẽ chọn cho mình những cái định hướng mới, suy nghĩ mới, tư duy mới, hành động mới. Thì chắc chắn sẽ có kết quả mới. Đó. Anh chị biết không? Lần đầu tiên mà Yến được đọc cái quyển mà Bí mật tư duy triệu phú cùng với người thầy của mình, anh chị, người thầy giàu có của mình. Rồi Yến đọc tới đâu, Yến nhột tới đó anh chị. Đọc tới đâu nhột tới đó. Yến nghĩ rằng, ủa sao mà trước đó là thầy đã có nói rồi nha, người thầy đã có nói rồi, cái này á mà anh chị đọc á là chắc chắn sẽ có những anh chị sẽ cảm thấy nó khó chịu trong bụng đó, nó hơi nhột nhột trong bụng đó. Bởi vì sao anh chị? Yến nghĩ vậy nè. Yến nói, ủa sao mà họ viết cái cuốn sách này đó, tác giả thì người nước ngoài, mà sao mà viết cái cuốn sách này sao mà giống như viết cho mình vậy ta đó. Thì bởi vì sao? Đích thị là lúc đó mình đang có cái tư duy nghèo mà,
đúng không? Mình còn đang có cái tư duy của người chưa có thành công mà. Đó, cho nên là khi mà mình nhận thức được anh chị, khi mà anh chị nhận thức được rồi á, thì anh chị thay đổi nó dễ lắm. Bởi vì sao? Muốn có cái kết quả của cái người giàu đó, muốn có kết quả của cái người thành công thì mình phải thay đổi cái tư duy của mình thôi. Hiện tại cái tư duy của mình là cái tư duy của người chưa thành công nè. Đó, thì mình phải thay đổi thôi. Đó, anh chị ha. Đó, đây là cái công thức về tư duy, cái bộ công thức ở trong cái quyển Bí mật tư duy triệu phú đó. Nó là một cái bộ công thức tư duy cơ bản. Đó, cho nên là Yến nhấn mạnh ở đây mới là cơ bản thôi nha. Đó, ở đây cơ bản thôi. Vì vậy ở đây khi mà chúng ta nhận ra được, chúng ta chỉ cần đọc đi đọc lại, chúng ta nghiền ngẫm để chúng ta hiểu những tư duy đó, chúng ta ứng dụng được những tư duy đó, đã là tuyệt vời rồi, đã là tuyệt vời rồi, là một cái thành công lớn rồi đó anh chị. Đó, đúng không? Đó. Cho nên á, ở đây vì sao mà Yến lại nói cái công thức mà giúp cho người thành công mà nó lại có cái là cơ bản và nó có cái nâng cao. Cái gì cũng vậy anh chị, cái gì nó cũng giống như là anh chị đang đi học. Anh chị học từ mẫu giáo nè, có phải từ mẫu giáo rồi lên cấp 1 nè, cấp 2 nè, cấp 3 nè, rồi đại học nè, đó, rồi sau đại học nè, đó, thì tư duy nó cũng giống như vậy anh chị. Tư duy nó cũng giống như vậy, đầu tiên anh chị phải học cơ bản trước, dù là bước cơ bản nhưng mà nó cũng khá là thành công so với nhiều người khác. Nếu như anh chị học cái những cái kiến thức mà anh chị ứng dụng được là anh chị đã thành công hơn so với rất nhiều người. Anh chị mà đọc cái quyển sách đó, anh chị biết rằng mình đang ở cái dạng là cái người có cái tư duy chưa thành công, là anh chị đã hơn rất rất nhiều người. Những nhiều nhiều người họ không tin, họ không cho rằng mình đang có cái tư duy của người nghèo đó anh chị. Đó, họ không có nhận biết ra. Thì so với những người như vậy thì chúng ta là người thành công hơn. Chúng ta biết chúng ta đang có cái tư duy gì là chúng ta đã thành công hơn rồi. Đó, đúng không? Đó. Cho nên á, nếu như mà anh chị ứng dụng đúng nè, nghiêm túc nè, thì theo đúng hướng dẫn của ai? Hướng dẫn của những anh chị em nhóm trưởng của anh chị. Những anh chị em nhóm trưởng của anh chị là những anh chị em gần anh chị nhất, là cái người rất muốn anh chị thành công nhất. Yến nói thật với anh chị, khi mà anh chị thành công, ví dụ như anh chị có một cái thành công nào đó, tiền ngày hôm nay về, hoặc là anh chị ứng dụng được là anh chị có cái mối quan hệ hòa hợp với vợ, với chồng, hay là anh chị ký được một hợp đồng mới, hay là anh chị được tăng lương, hay anh chị được sếp khen, anh chị ăn mừng với nhóm trưởng, thì nhóm trưởng là người mừng hơn anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái kết quả, cái việc mà họ hỗ trợ cho anh chị. Đó, cho nên hãy nói chuyện nhiều với nhóm trưởng của mình nha. Nói chuyện nhiều với nhóm trưởng của mình. Bởi vì sao anh chị? Cứ Yến đã rút kinh nghiệm mình rồi. Cho nên là Yến cứ hồi trước lúc Yến mới biết đến cái môi trường câu lạc bộ doanh nhân Kiến Quốc á, mới biết đến phát triển bản thân á, là cái gì cũng lạ đối với Yến hết trơn á. Cho nên là Yến chỉ bám nhóm trưởng của mình thôi. À, đi đâu cũng bám nhóm trưởng. À, đi đâu ngồi kế nhóm trưởng để làm chi? Có gì đặng giật dây, cái nào không biết đặng hỏi. Đó, đúng không? À, cho nên á, là hãy bám nhóm trưởng của mình. Và nhóm trưởng của anh chị là người luôn luôn tận tâm để làm chi? Tại vì sao? Giúp cho anh chị thành công mà. Đó, giúp cho anh chị thành công. Đó, anh chị nha. Đó, luôn luôn lúc nào cũng vậy. Mà phải luôn luôn biết ơn anh chị. Biết ơn. Bởi vì sao anh chị? Khi mà chúng ta biết ơn thì cái cảm xúc của chúng ta nó khác vậy lắm. Cái cảm xúc đó là cái cảm xúc tích cực. Đó. Biết ơn thì mình biết ơn ai? Yến thường thì Yến biết ơn như vậy anh chị. Yến biết ơn là Yến biết ơn người thầy của mình. Cái người mà sáng lập ra câu lạc bộ doanh nhân Kiến Quốc. Cái người mà đã tạo ra cái môi trường này đó, để cho nhiều người có thể vào đó, để người ta cùng nhau sinh hoạt nè, cùng nhau phát triển, cùng nhau có cộng hưởng năng lượng nè. Đó. Thì Yến biết ơn người thầy của mình. Rồi tiếp theo Yến biết ơn ai? Yến biết ơn đến doanh nhân Hân Phan nè, đó, đã tận tình hướng dẫn nè. Rồi biết ơn doanh nhân Nguyễn Thủy là người nhóm trưởng của anh chị nè, là nhóm trưởng của Yến nè. Đó. Rồi biết ơn tất cả những anh chị trong câu lạc bộ đã hỗ trợ cho Yến. Giống như ví dụ như ngày hôm nay Yến chia sẻ với anh chị như vậy, là chúng ta đang chia sẻ qua Zoom, đúng không? Đang chia sẻ trên cái môi trường, các nền tảng mạng xã hội. Mà Yến chỉ là người chia sẻ thôi, thì làm sao không có cái bộ phận hỗ trợ, thì đâu có ai làm được cái việc đó. Đó là những anh chị họ âm thầm cống hiến sau lưng, âm thầm cống hiến để mà Yến trao giá trị như vậy thì Yến cống hiến. Nhưng mà anh chị nhìn thấy, nhưng mà những người âm thầm phía sau anh chị không nhìn thấy, đúng không? Đó. Thì Yến biết ơn những anh chị đó. Và Yến biết ơn luôn tất cả những anh chị có mặt trong chương trình này. Biết sao? Bởi vì sao? Bởi vì nhờ có họ, nhờ có anh chị, nhờ có những anh chị đang theo dõi Yến ở trên các cái nền tảng này, thì
Yến mới có cơ hội có người nghe thì mình mới chia sẻ được chứ, đúng không? Đó, vô cùng tuyệt vời. Cho nên là Yến biết ơn tất cả anh chị ha, biết ơn tất cả và biết ơn tất cả những cái nền tảng mạng xã hội đó. Nhờ có cái nền tảng đó thì mình mới làm việc trên cái nền tảng đó, mình chia sẻ trên cái nền tảng đó thì mình mới mới lan tỏa được cho nhiều người. Anh chị có thấy đúng không ạ? À, nếu như mà anh chị thấy đúng, anh chị cho Yến xin số 3 đi ạ. Tuyệt vời, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đó, thì chính nhờ Yến đó, Yến rất là biết ơn anh chị. Bởi vì sao? Biết ơn anh chị đã hỗ trợ Yến đó. Đó, anh chị ví dụ như Yến nói à, anh chị tương tác thì anh chị tương tác là Yến, à, anh chị cũng đang hỗ trợ cho Yến đó. Đó, bởi vì sao? Thì có người đang nghe mình chia sẻ, rồi người ta tương tác lại là một cái niềm hạnh phúc à. Đúng không anh chị? Đó, cho nên là Yến rất biết ơn những anh chị mà ở trên tất cả các nền tảng luôn nha. Tất cả các nền tảng đi về, bởi vì hiện tại Yến đang chia sẻ trên rất nhiều nền tảng. Đó, biết ơn anh chị đó. Đó, vì vậy mà nếu như mà anh chị ứng dụng đúng, nghiêm túc theo những hướng dẫn của những người nhóm trưởng, đó, của người đang chia sẻ chương trình. Ví dụ như anh chị tham gia cái chương trình lúc 20 giờ, anh chị nghe doanh nhân Hân Phan chia sẻ thì anh chị cứ ứng dụng theo đúng y như vậy. Và nếu chưa rõ thì có nhóm trưởng hỗ trợ. Và nếu còn chưa rõ nữa thì anh chị còn có một cái chương trình cộng đồng, chương trình chung như vậy, như ngày hôm nay, như cái giờ này, thì anh chị cũng có thể là hỏi anh chị họ ứng dụng thêm cái nào chưa rõ nữa, tìm nhóm trưởng của mình hỏi anh chị ha. Đó, tuyệt vời không? Đó, vô cùng tuyệt vời. Đó, vì vậy mà ở đây để mà anh chị cập nhật được cái kiến thức mà cao hơn nữa dành cho những anh chị mà đã nhuần nhuyễn ba cái quyển sách này rồi thì sao? Và anh chị còn nhuần nhuyễn được những cái chương trình 22 ngày nữa thì sao? Thì anh chị sẽ còn những cái chương trình mà nó nâng cao hơn, nó giống như là cái chương trình lớp mà lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 vậy đó. Đó, thì mình cái kiến thức của mình nó phát triển tới đâu câu lạc bộ đều đáp ứng cho anh chị được những cái chương trình tiếp theo hết anh chị ha. Đó, và ở đây Yến cũng lưu ý anh chị luôn là cái chương trình, cái kiến thức này á, là nếu như có người hỏi rằng ủa tại sao lại không là một vài ngày mà lại là 22 ngày. Đó, tại sao lại là công 22 ngày? Đó, và đó là cái kiến thức, đây là cái công thức, kiến thức cơ bản nền tảng. Đó, bắt buộc anh chị ha. Đó, cơ bản nền tảng bắt buộc. Và ở đây khi mà cái quyển sách anh chị đọc cái quyển sách mà Bí mật tư duy triệu phú, anh chị sẽ biết được rằng tư duy của người giàu và tư duy của người chưa giàu, tư duy của người nghèo, tư duy của người thành công và người chưa thành công khác nhau chỗ nào. À, chúng ta lúc chúng ta học chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ chọn là chúng ta sẽ học cái tư duy của ai, nếu chúng ta muốn biết cái, muốn nhận được cái kết quả của ai, đúng không? Bây giờ cái tư duy của người giàu thành công thì nó cho cái kết quả này đó. Bây giờ cái tư duy của cái người chưa thành công nó cho cái kết quả này, thì đương nhiên rồi, bây giờ mình muốn chọn cái kết quả nào thì mình sẽ học cái tư duy của người đó, đúng không? Cái quyển sách này nó hay lắm anh chị đó. Và ở trong chương trình của câu lạc bộ cũng sẽ hỗ trợ anh chị đọc và phân tích những cái quyển sách nền tảng gì nha. Đó. Nhưng mà anh chị biết rằng ví dụ trong một cái quyển sách có họ nói rằng là muốn thành công thì phải đầu tư. Đó, muốn thành công thì phải kinh doanh, phải đầu tư. Đó, thì anh chị nói rằng là tôi muốn thành công đó. Tôi muốn thành công lắm. Nhưng mà tôi chỉ muốn thôi, tôi học, tôi làm theo cái cách của người nghèo thôi, được không? Đó, được không? Đó. Theo anh chị, tư duy của người giàu thì như vậy. Nhưng mà tôi muốn làm ngược lại. À, tôi muốn học, tôi muốn làm theo tư người nghèo, nhưng mà tôi lại muốn thành công thì có được không vậy? Làm gì được, đúng không? Đó. Muốn và cam kết để mà mình có được cái điều mình muốn, nó khác nhau xa lắm anh chị ha. Nó khác nhau xa lắm. Đó, nó liên quan đến hai từ cam kết, đúng không? Cam kết. Cam kết có nghĩa là bằng mọi giá tôi sẽ phải bằng mọi giá tôi sẽ làm cho được cái điều đó. Đó là cam kết. Đó, người chưa giàu thì họ mơ. Họ mơ một cái giấc mơ, ước mơ của họ, ước mơ giàu của họ.
Nhưng mà cái người mà có tư duy của người thành công, họ làm gì? Họ sống với cái ước mơ của họ. Họ sẵn sàng làm bất cứ cái thứ gì để đạt được cái giấc mơ đó, cái ước mơ đó. Còn đối với người chưa thành công thì họ chỉ muốn thôi, họ chỉ mơ thôi, chứ họ không có cam kết, anh chị ha. Đó. Và anh chị chúng ta cũng biết rồi, nếu như mà anh chị không hành động thì anh chị chỉ có muốn thôi thì không có kết quả được. Đó, vậy thôi. Đó. Rồi, đó như vậy đó anh chị ha. Đó. Và nếu như mà mình chỉ là làm gì? Tôi chỉ có, tôi muốn là giữ cái suy nghĩ của người người nghèo, nhưng mà tôi muốn có kết quả của người giàu, thì đó là hoang tưởng. Đó, anh chị ha, đó là hoang tưởng. Không bao giờ trở thành, cái mong muốn đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật được. Đó. Bởi vì sao? Cái người giàu á, họ khao khát, họ muốn giàu, họ hành động để họ đạt được cái điều đó. Và để hành động đạt được cái điều đó thì họ phải có cái tư duy của người giàu đã. Đó, tư duy của người giàu. Và những ngày sau Yến sẽ hướng dẫn anh chị những cái kiến thức sâu hơn để giúp cho anh chị từng bước, để anh chị học được những cái tư duy kiến thức mới để ứng dụng vào trong cuộc sống anh chị nha. Đó. Và Yến cũng sẽ giúp cho anh chị thiết lập lại một cái thói quen, cái thói quen trong suốt 22 ngày anh chị ha, trong suốt 22 ngày à, đúng 22 ngày anh chị nha. Bởi vì sao 22 ngày là một cái, là một cái quá trình để thiết lập một thói quen anh chị ha, để thiết lập một thói quen. Cho nên á, là để mà giúp anh chị có được cái thói quen thì chúng ta sẽ rèn luyện từ từ, luyện từ từ chúng ta mới thành công. Chứ cái kiền đầu tiên đó là cái bí mật tư duy triệu phú, để chúng ta thay đổi, học theo cái tư duy của người thành công. Đó, anh chị ha. Đó. Rồi, đến cái công cụ thứ hai. Công cụ thứ hai đó là gì? Đó là sức mạnh tiềm thức, anh chị ha. Công cụ là sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn. Thì anh chị biết rằng có nhiều người họ nói rằng là ô, tôi chỉ học cái tư duy, tôi phát triển bản thân đó, chứ tại tôi đâu có cần học những cái như là sức mạnh tiềm thức để làm gì. Đó. Thì theo anh chị, cái việc mà luật hấp dẫn, sức mạnh tiềm thức, anh chị thích hay không thích, nó có tồn tại không? Có tồn tại, đúng không? Anh chị thích hay không thích gì nó cũng tồn tại hết trơn á. Đó. Vì vậy mà ở đây, khi mà anh chị biết nó, anh chị vận dụng được nó. Mỗi người chúng ta đều có cái gì? Mỗi người chúng ta đều có cái sức mạnh phi thường bên trong của mình. Cái sức mạnh phi thường bên trong đó là cái sức mạnh tiềm thức. Đó, 90% là sức mạnh tiềm thức. Tiềm thức, còn có 10% là ý thức thôi. Đó, thì cái việc mà anh chị phát huy, phát triển tư duy đó là anh chị đang phát triển cho cái 10% đó. Còn cái 90% này, nó có cái sức mạnh to lớn, nhưng mà nó cần phải có một cái người chỉ cho nó là. Thì cái anh mà cái anh tư duy đó, cái anh đó sẽ chỉ, anh chị ha, cái anh đó sẽ chỉ. Và nếu như đối với một người mà họ làm việc á, họ làm việc với cái gì? Họ làm việc với là dùng ý thức thôi đó, thì họ sẽ tốn nhiều công sức hơn, tốn nhiều thời gian hơn. Đó. Còn đối với người mà họ biết, họ có tư duy, họ biết sử dụng cái sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn á, thì họ sẽ hoàn thành cái việc mà họ mong muốn dễ dàng hơn. Mà anh chị biết rằng tất cả những người thành công trên thế giới, những tỷ phú, những triệu phú, họ đều họ là những bậc thầy ứng dụng sức mạnh tiềm thức anh chị ha. Cho nên á, nếu như mà chúng ta mà nói rằng là tôi không cần biết đến sức mạnh tiềm thức hay luật hấp dẫn mà tôi vẫn có thể là đạt được mục tiêu của mình, đúng, đạt được, nhưng mà anh chị sẽ phải bỏ ra nhiều công sức hơn hoặc là nhiều thời gian hơn. Đó, những người thành công nào, những cái quyển sách mà khi mà anh chị đọc những quyển sách của những người thành công á, anh chị sẽ thấy trong đó cái nào nó cũng có sức mạnh tiềm thức ở trong đó hết trơn. Đó, anh chị ha. Khi mà anh chị đọc với câu lạc bộ những cái đoạn, tới những cái đoạn nào mà có ứng dụng tiềm thức á, câu lạc bộ những thành viên chia sẻ với anh chị sẽ chỉ cho anh chị đây nè, người ta cũng sử dụng sức mạnh tiềm thức đây nè. Đó, anh chị ha. Đó, ví dụ như là Donald Trump nè. Đó, hay là Napoleon Hill nè. Đó, những người đó là những người thành công, đúng không? Đó, họ là bậc thầy luôn á, bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức luôn anh chị. Cho nên là việc mà chúng ta buộc phải chúng ta biết được cái sức mạnh tiềm thức, nó có lợi cho chúng ta. Đó, cũng như là chúng ta ứng dụng được luật hấp dẫn, ứng dụng được luật hấp dẫn vào trong cuộc sống của chúng ta, vào trong công việc của chúng ta. Đó, anh chị ha. Đó, thì ở trong câu lạc bộ anh chị biết không?
câu lạc bộ mình có một cái chương trình nó vô cùng đặc biệt, đó là cái chương trình là luật hấp dẫn chuyên sâu, học ứng dụng luật hấp dẫn chuyên sâu. Và đây là cái chương trình mà người thầy của Yến trực tiếp hỗ trợ để cho những thành viên câu lạc bộ mà ứng dụng luật hấp dẫn chuyên sâu, cho kết quả vô cùng tuyệt vời luôn anh chị, cho kết quả vô cùng tuyệt vời luôn đó. Và anh chị em nào mà ứng dụng cũng có kết quả hết trơn đó. Người nào ứng dụng cũng có kết quả hết trơn, thì đó là cái chương trình vô cùng tuyệt vời anh chị ha. Đó thì những anh chị em nào mà quan tâm á, thì có thể là liên hệ, cũng như là liên hệ với nhóm trưởng của mình để hỏi anh chị ha, hỏi về cái điều kiện của cái chương trình đó đó. Bởi vì cái chương trình đó là cái chương trình là đặc biệt, chương trình đầu tiên của câu lạc bộ luôn, mà kết quả quá lớn luôn, chương trình vô cùng tuyệt vời luôn anh chị đó, anh chị ha. Đó, và học là học ứng dụng luật hấp dẫn mà thực chiến anh chị, thực chiến mới là dữ đó vậy nha. Cho nên là trong cái chương trình của doanh nhân Hân Phan cũng là chia sẻ với anh chị để mà anh chị ứng dụng đó. Ngày hôm qua anh chị được là hướng dẫn là viết cho mình cái bức tranh rồi đó, rồi làm như thế nào để mà đưa bức tranh nó vào trong tiềm thức nữa đó anh chị nha. Rồi nên là anh chị hãy theo dõi và hãy tham gia đầy đủ những cái chương trình, những cái ngày buổi diễn ra của chương trình, để chúng ta cập nhật, chúng ta học liên tục, đừng có bỏ nó bị gián đoạn nha. Đó, nếu như mà có việc gì đó mà nó chưa có được ok thì anh chị có thể là xin nhóm trưởng cái video để anh chị học lại anh chị nha, để học lại. Bởi vì sao? Nó vô cùng quan trọng, nó cứ từng bước giúp anh chị tiến gần về mục tiêu anh chị ha, tiến gần về mục tiêu đó. Thì đó là cái công cụ là sức mạnh tiềm thức, luật hấp dẫn đó anh chị nha. Rồi tiếp theo nữa là gì? Kỹ năng. Cái tam giác thứ ba đó là kỹ năng. Kỹ năng, anh chị có đồng ý với Yến rằng trong kinh doanh, trong đầu tư thì thành công hay hoặc là trong thành công trong cuộc sống cũng vậy, nó rất cần một cái quan trọng mà không phải chúng ta được đào tạo từ trong trường, không có. Đó là cái kỹ năng gì anh chị biết không? Kỹ năng quản lý dòng tiền. Kỹ năng quản lý dòng tiền. Đó. Và để mà có được cái kiến thức này á, thì anh chị chúng ta phải có cho mình cái quyển sách. Quyển sách là Người giàu có nhất thành Babylon. Đó, để anh chị có bên mình, là giống như cái quyển sách gối đầu giường. Để anh chị, quyển sách này nó giúp cho anh chị biết tại làm sao mà anh chị làm lương tháng nào hết tháng đó không có dư. Đó. Và hoàn toàn anh chị không hề biết trả cho mình trước là gì. Anh chị không hề biết quản lý tiền là gì. Đó. Thì anh chị sẽ biết được khi mà anh chị đọc cái quyển sách này. Mà đọc một mình thì nó cũng không có kết quả nhiều bằng anh chị đọc cùng với những anh chị em trong câu lạc bộ. Bởi vì sao? Trong đó từng phần ứng dụng, từng phần như thế nào ứng dụng vào trong cuộc sống của anh chị. Tư duy đó, tư duy về tiền rồi như thế nào, quản lý tiền như thế nào, rồi trả cho mình trước là như thế nào. Đó anh chị ha. Rất là quan trọng luôn. Mà những cái này có được học ở trên ghế nhà trường không? Chưa được học anh chị ha. Cho nên á, mà anh chị đa phần những anh chị mà vướng phải nè, những có những vấn đề là bị âm về tài chính nè đó, hoặc là làm mãi mà không có dư nè đó, làm nhiều thì hết nhiều, làm ít hết ít nè đó, hoặc là có tiền nhưng mà vẫn không biết làm như thế nào để tiền nó đẻ ra tiền sinh sôi nảy nở đó, có tiền mà sống trong cái việc là kham khổ, có tiền bỏ tiền vô tủ khóa lại không có dám làm cái gì hết đó. Đồng tiền bỏ trong tủ là đồng tiền chết anh chị ha, là đồng tiền chết đó. Vì vậy mà cái tư duy quản lý tiền nó rất rất quan trọng anh chị đó. Cho nên là anh chị có đồng ý với Yến rằng chưa cần biết anh chị có biết đầu tư hay có biết kinh doanh hay là anh chị có biết làm cái gì hay không, mà giữa một người biết tiết kiệm tiền với một người không biết tiết kiệm tiền thì cái người biết tiết kiệm vẫn có vẻ là giàu hơn, có đúng không anh chị? Nếu mà anh chị thấy cái vấn đề này đúng á, anh chị comment số 3 cho Yến thấy đó. Người biết tiết kiệm vẫn có vẻ giàu hơn người không biết tiết kiệm. À, nếu như mà anh chị thấy đúng, anh chị cho Yến số 3. Ok, đúng rồi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Rồi, anh chị tương tác rất là tốt luôn. Rất là tích cực luôn. Rồi, Yến giải thích cho anh chị nghe nha. Này là Yến giải thích cho anh chị sơ sơ nè.
Đó. Đối với cái người mà họ biết tiết kiệm anh chị, cũng vừa làm cái với cái đồng lương đó, à, cũng một người với cái đồng lương đó, cái người biết tiết kiệm, cuộc sống của họ vẫn tốt hơn. Họ vẫn có thể có tiền để họ trả góp, họ tích góp để họ có vẫn có xe, có điện thoại, có những món đồ mà họ yêu thích. Anh chị có đồng ý với ý như vậy không ạ? À? Đó, họ vẫn có tiền để họ gửi ngân hàng, thậm chí như vậy họ làm lương không cao đâu, nhưng mà nếu họ biết tiết kiệm thì họ có tiền gửi ngân hàng, hoặc là họ có một cái à, họ có cái cơ hội để họ sở hữu một cái miếng bất động sản nho nhỏ đó. Như vậy đó là chỉ mới nói về tiết kiệm thôi, chứ chưa nói về tới việc đầu tư hay kinh doanh gì hết, mà cái người biết tiết kiệm đã tốt hơn rất nhiều, đúng không anh chị? Đó, nhưng mà có rất nhiều người ở ngoài kia họ hoàn toàn họ không biết gì về kỹ năng này cả, cho nên cái kỹ năng quản lý dòng tiền là cái kỹ năng vô cùng quan trọng đó anh chị ha, vô cùng quan trọng luôn. Như đã Yến đã nói với anh chị rồi, cái kỹ năng này chúng ta phải học kỹ và chúng ta phải luyện tập cho nó thành cái bản năng của chúng ta, thành cái bản năng của chúng ta đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái kỹ năng này nó phải nằm trong máu của chúng ta, nằm trong máu huyết lưu thông trong cơ thể của anh chị, thì anh chị mới có thể kinh doanh hay anh chị đầu tư hay anh chị làm bất cứ thứ gì thì nó mới thắng được. Đó. Thường 10 người mà nói chuyện với Yến về cái việc là họ bị chưa an toàn về tài chính, họ bị âm về tài chính, hỏi ra đa phần người đó không biết quản lý tiền, hoặc là quản lý tiền không tốt. Hoặc là có nhiều người họ nói với Yến rằng là em kinh doanh nhưng mà em không có thành công, em như thế này thế kia. Có phải nó đến từ cái việc em không biết quản lý tiền không? Dạ đúng rồi, sao chị biết hay vậy? Chị biết tại vì sao? Đó là cái mà rất rất nhiều người vướng phải. Đó, cho nên cái kỹ năng này, à, kỹ năng này nó vô cùng quan trọng. Và chúng ta muốn quản lý được một cái dòng tiền lớn thì chúng ta phải có kỹ năng quản lý từ những dòng tiền nhỏ nhất. Cho dù anh chị bây giờ, nếu như anh chị muốn mở một cái doanh nghiệp hay một cái cửa hàng hay là một cái cơ sở kinh doanh nào đó mà anh chị không có quản lý được cái dòng tiền cá nhân của anh chị, thì cái dòng tiền lớn của cái cửa hàng, của cái doanh nghiệp của anh chị làm sao anh chị quản được đây? Làm sao quản được? Đúng không? Đó, vì vậy ở đây có một cái câu chuyện là nó rất là hay như vậy. Đó, câu chuyện này là người thầy của Yến đã chia sẻ cho Yến, và Yến thấy Yến nó rất là tâm đắc và Yến luôn nhớ về cái câu chuyện đó. Đó, là có một bà mẹ. Đó. Có một bà mẹ cho một đứa con, đưa cho nó đứa con đi chơi. Cho đứa con đi chơi. Đó, và đứa con nó đòi ăn kem. Người mẹ mua cho nó một cái que kem, cái que kem mà nó có cái bánh nhọn nhọn đó anh chị, có cái bánh đó, rồi cái có cái cục kem tròn tròn ở trên đó đó, mua cho nó, thì mua cho nó một cái que kem đó, thì nó còn nhỏ mà nó cầm thì nó cầm không có chắc, cái nó rớt cái viên kem xuống đi, cái nó còn có cái bánh không, cái nó mới khóc mẹ, nó xin mẹ nó mua cho nó một cái viên kem khác. Thì mẹ cũng dẫn lại cái que kem để chuẩn bị mua, thì nó mới chỉ vào cái tấm bảng quảng cáo là được ưu đãi, được tặng mua cái gì đó, được tặng một cái que kem mà có ba cái viên kem này. Đó, ba cái viên kem nhưng mà được giảm giá hay cái gì đó. Thì người mẹ mới theo anh chị, người mẹ có mua cho cái đứa bé này cái que kem đó không? Cái que kem ba viên đó không? Theo anh chị, người mẹ có mua không? Nếu mà anh chị cho rằng mua thì anh chị ghi mua, anh chị comment chữ mua. Còn nếu như mà anh chị nghĩ rằng là người mẹ không mua thì anh chị comment chữ không, cho Yến thấy đi ạ. Hả? Tư duy nha, tư duy nha. Rồi, một người thì cho là không. Rồi, những anh chị. À, có một bạn ở trên TikTok comment là mua. Rồi. Nha, cũng có người có nhiều quan điểm ha. Rồi, có nhiều quan điểm, có nhiều góc nhìn thì Yến sẽ chia sẻ với anh chị lý do tại sao mua hay là không mua nha. Đó, và anh chị sẽ chọn cái phương án nào nha. Đó, theo anh chị, cái đứa bé này một cái viên nguyên cái que kem một viên nó đã không có cầm được, nó đã không giữ được, nó làm rơi. Bây giờ anh chị mua cho nó một cái que kem mà ở trên đó có ba viên kem lận,
thì anh chị liệu anh chị nó theo anh chị nó có giữ được không? Nó có giữ được cái que kem đó không? Không giữ được là điều chắc chắn. Đúng không? Không giữ được là điều chắc chắn. Và nếu như người mẹ nào mà có suy nghĩ là thôi, ba một viên con giữ không nên thân, thì ba viên con giữ không được, thôi mẹ mua cho con một viên thôi. Đó, ok không? Đó, đó là cái một cái góc nhìn của người mẹ nha. Rồi, đó. Như vậy thì anh chị hãy liên tưởng đến cái việc quản lý tiền của anh chị. Bây giờ quản lý tài chính cá nhân của anh chị nó cũng giống như là cái đứa bé đang giữ cái que kem đó. Cái que kem có một viên đó mà anh chị không giữ được, thì anh chị làm một mở một cái cửa hàng hay một cái doanh nghiệp, cái dòng tiền nó lớn hơn, anh chị giữ được không? Anh chị quản lý được không? Không được, đúng không? Đó, có nhiều người nói với Yến vậy nè, tiền thôi mà, tiền thôi mà, tôi có là tôi quản lý được à, tôi sợ là tôi không có tiền chứ. Nhưng mà anh chị có công nhận với Yến rằng là khi mà anh chị quản lý được thì anh chị mới có số tiền lớn hơn, đúng không? Mình có số tiền nhỏ, mình quản lý được thì mình mới có số tiền lớn hơn. Còn nếu như mà mình không quản lý được thì làm gì có. Cho nên á là họ cứ nói rằng là có tiền tôi mới quản lý, đợi tôi có nhiều tiền tôi mới quản lý. Cái này tư duy này nó hơi nghịch, đúng không? Tư duy này hơi nghịch mà tư duy này nó không hỗ trợ cho sự thành công. Đó, anh chị nhớ nha, nhớ nha, ghi chú lại. Đó, quản lý được cái dòng tiền nhỏ của mình. Ví dụ, ngày hôm nay anh chị một tháng anh chị chỉ thu nhập có vài triệu thôi. Đó, mà Yến thấy rồi, có những người nha, họ chỉ thu nhập có một tháng có 7-8 triệu thôi à. Nhưng mà cái người mà họ làm cái thu nhập của họ 20-30 triệu á, họ đi mượn tiền của cái anh chàng 7-8 triệu này. Có tiền cho mượn, 7-8 triệu mà có tiền cho mượn, anh chị tin không? Có đó, có đó. Đó. Cái anh chàng 20-30 kia xài đâu có biết tiết kiệm đâu, xài số xả có nhiêu xài hết nhiêu à. À, xả láng thì sáng về sớm thì hết tiền thì chạy qua cái anh 8-7-8 triệu này mượn. Đúng không ạ? À? Đó, vô cùng tuyệt vời đúng không? Đó là những câu chuyện thật đấy, những câu chuyện thật đấy, và chúng ta học từ những câu chuyện thật đó. Đúng không? Đó. Và Yến đã học được từ những cái câu chuyện thật từ người thầy của Yến chia sẻ đó. Đó, cho nên á là chúng ta phải học cách quản lý tiền. Đó, bạn làm, bạn kinh doanh cái gì tôi không cần biết. Là bạn phải có tư duy gì. Đó, đúng không? Có nhiều người hỏi rằng chị, em thấy chị thành công quá. Chị kinh doanh cái gì? Chị kinh doanh cái gì chị giàu á? Đó, chị bán cái gì chị giàu á? Đó, thì cái câu trả lời mà Yến dành cho các bạn ấy là gì? Kinh doanh cái gì không quan trọng. Làm cái gì không quan trọng bằng bạn có tư duy gì khi bạn kinh doanh. Bạn có tư duy gì và bạn có cái gì? Có cái kỹ năng quản lý tiền không? Bạn có không? Nếu bạn không có, bạn làm gì bạn cũng không có thành công đâu. Anh chị có đồng ý với Yến như vậy không ạ? À? Nếu như anh chị đồng ý với Yến như vậy, anh chị comment cho Yến số 9 đi ạ. À. Rồi, cảm ơn bạn Tâm Nguyên nha. Bạn Tâm Nguyên học được bài học đúng không? Rồi, bạn Tâm Nguyên học bài học nha. Rồi, rồi cảm ơn tương tác của bạn Jupiter. Cảm ơn tất cả các bạn ở bên ngoài tất cả các nền tảng nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Yến. Cảm ơn các bạn đã yêu quý Yến nha. Cảm ơn bạn Tri Tôn D. Rồi, cảm ơn bạn Tâm Nguyên đã cũng đã tương tác với mình nha. Đó, ngày hôm nay anh chị không sao, đừng sợ gì đó, bạn Tâm Nguyên đừng ngại trơn á. Ngày trước Yến cũng giống như vậy đó. À, khi mà hỏi như vậy cái là Yến mua liền, hỏi có mua cho mình con mình ba viên kem không, mua liền. Tại vì sao? Thương con mà. Mình nghĩ là cái ba viên kem đó thì không có bao nhiêu tiền đó, con nó thích thì mua cho nó. Nhưng mà khi mà mình được lý giải ra đó thì không mua. bây giờ có tư duy rồi, bây giờ Yến có tư duy rồi, thì khi mà Yến được đặt những câu hỏi đó là Yến phải khoan, chậm lại. Ví dụ ai đặt cho mình câu hỏi đó hoặc là thầy của mình đặt cho mình câu hỏi đó, khoan, chậm lại, suy nghĩ, tư duy một cái rồi mới trả lời. Đó, cho nên là thường là học cùng với người thầy của Yến là phải tư duy liên tục như vậy đó anh chị. Tư duy liên tục như vậy đó, nếu như mình sơ hở, mình không có tư duy một cái là mình trả lời là mình bị gài lên ha. Đó, cho nên là vô cùng tuyệt vời luôn á. Đó, anh chị ha. Đó, rồi, như vậy ha. Rồi, đó, mình học được một tư duy nha. Đó, thì ở đây khi mà anh chị có được, đây là cái bộ kiến thức cơ bản anh chị. Đó, phải kiến thức cơ bản và nền tảng nhất mà chúng ta cần phải có.
Đó. Và để mà chúng ta học, chúng ta cần phải học và chúng ta thành công luôn. Học theo người thành công, chúng ta thành công luôn. Người thành công họ ứng dụng ba cái quyển sách này, ứng dụng ba cái bộ sách ba này, nó giống như là một cái tam giác thành công, thì mình cũng ứng dụng theo đó luôn. Đó. Và cái quyển sách mà Yến khuyên anh chị đọc đầu tiên đó là cái quyển sách Người giàu có nhất thành Babylon. Tại vì sao anh chị? Tại vì theo Yến biết á, đa phần anh chị chưa có cái thói quen đọc sách. Cho nên á, là chưa có thói quen đọc sách thì sao? Thấy cái quyển sách nó dày quá, sợ lắm. Yến giống vậy nên Yến hiểu lắm luôn á. Hiểu lắm. À, cho nên là cái quyển mà Người giàu có nhất thành Babylon á, là nó là một cái quyển sách. Đó, nó mỏng thôi. Nó mỏng thôi. Và bên trong nó là những cái quyển, nó những cái câu chuyện anh chị. Những cái câu chuyện mà nó khiến cho anh chị đọc, anh chị sẽ lý thú hơn. Đó, đó, cho nên là tập cho quen dần. Đó, anh chị ha. Đó, nó có nhiều câu chuyện hay, nhiều câu chuyện thú vị. Nhưng trong những câu chuyện đó có những cái bài học rất là đắt giá ở trong đó, anh chị ha. Thậm chí có nhiều người, anh chị, có nhiều người là hỏi Yến vậy nè. Ôi, chị, em là bây giờ em đang có một cái số tiền lớn. Đó, mà người thân của em hỏi mượn em để đi làm kinh doanh. Mà em không biết là có nên cho mượn hay không. Đó. Em đã đọc quyển sách Người giàu có nhất thành Babylon chưa? Ủa, cái quyển sách đó của Babylon mà sao mà em tự nhiên sao mà em ứng dụng được? Có đi, em về em đọc đi. Đọc đi. Đó. Thì ở đây, người thầy của Yến nói rằng mình đọc sách, đọc đi, đọc lại, không phải mình đọc nhiều sách, mà mình đọc đi, đọc lại để mình thuộc lòng nó luôn. Mình thuộc lòng nó luôn có nghĩa là ở trong đó có những cái câu chuyện gì, có những cái tư duy gì, ứng dụng ra làm sao. Thì khi bạn đối tác hay là bạn trong nhóm học tập hỏi một cái là Yến biết được là cái câu chuyện đó là dùng cái quyển sách đó ở cái phần nào để ứng dụng được. Anh chị, đó, đọc nhung nhiễn, đọc nhiều lần. Anh chị nha. Đó, để làm chi? Để khi mà có một cái sự việc nó đến với mình thì mình biết à, cái điều này ở trong cái quyển sách quản lý tiền đó nó nói là không nên làm. Thì mình phải suy nghĩ, mình phải chậm lại và mình tham khảo ý kiến thêm của những người thành công hơn. Đó, như thế nào? Đó, anh chị thấy không? Cho nên á, có những cái anh chị chung nhóm học tập nè, có nhóm trưởng nè, khi có vấn đề gì anh chị có thể hỏi, anh chị có thể tham khảo ý kiến, người ta sẽ cho anh chị những cái góc nhìn mới rộng hơn để anh chị có những cái quyết định đúng hơn. Đó anh chị nha. Đó, và cái quyển sách này anh chị, cái quyển sách Người giàu có nhất thành Babylon này á, anh chị biết rằng nó được mệnh danh là cái quyển sách gối đầu giường của ông ấy đó. Cái lúc mà ông ấy còn chưa có thành công, từ một cái người là còn phải ngủ ở dưới gầm cầu á, là cái quyển sách này là cái quyển sách gối đầu giường của ông ấy. Đó, như vậy một tỷ phú thành công trên thế giới mà được mệnh danh là một cái ông thánh sánh, thì mà người ta gối đầu giường quyển sách như vậy, thì theo anh chị cái quyển sách này nó có đáng để chúng ta học không? Đáng chứ, đúng không? Quá đáng luôn á, quá cần thiết để học luôn á, đúng không? Đó, cho nên là ở đây chúng ta đã có ba cái bộ ba cái tam giác thành công là ba quyển sách đó. Và anh chị có thể là chuẩn bị cho mình, trang bị cho mình những cái quyển sách nha, quyển sách giấy, quyển sách kế bên mình để mình đọc và mình đọc đi đọc lại đó. Mua sách nó không có bị lỗ đâu anh chị, một quyển sách nó bằng một cái phần ăn sáng thôi à. Đó, mà anh chị có được rất là nhiều kiến thức ở trong đó anh chị ha. Đó, cho nên á, ở đây khi mà chúng ta đọc, chúng ta phải thuộc nhuần nhuyễn nó dạng như vậy đó. Đọc làm sao mà nó nằm trong đầu chúng ta. À, rồi, đó là cái bước thứ ba. Cái bước thứ tư. Bước thứ tư là gì? Là anh chị học các chương trình của câu lạc bộ. Và hiện tại, câu lạc bộ có rất nhiều chương trình, rất nhiều khung giờ. À, từ lúc 5 giờ sáng. 5 giờ sáng là hiện tại ha. Yến kể cho anh chị nghe nha. Tuyệt vời lắm luôn á. 5 giờ sáng là chương trình 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Mà anh chị biết rằng sáng ngày hôm nay Yến nhận được một cái tin nhắn của một bạn. Bạn ấy nói rằng: chị ơi, em rất là biết ơn chị. Cái Yến hỏi: ủa, biết ơn gì? Biết ơn gì ạ? Biết ơn là em, chị giúp em biết đến cái môi trường này. Em đã vào cái Zoom sáng em học có 2 ngày thôi, mà em thấy là trong em nó thay đổi lạ dữ lắm. Trong người em nó thay đổi lạ dữ lắm. Nó giống như là em thấy được những cái điều mà em bỏ quên nay lâu lắm rồi. Em bỏ quên nay lâu lắm rồi. Mà hôm nay em nó giống như đánh thức lại. Ủa, em biết ơn chị quá. Em thay đổi được. Em cảm thấy nó mới. Đó. Thì đó là cái điều anh chị thấy nó tuyệt vời không?
cái chương trình 28 ngày lòng biết ơn. Đó, anh chị thấy không? Tuyệt vời, đúng không? Đó, và cái chương trình thứ hai đó là gì? Đọc sách lúc 8 giờ sáng. Đó, câu lạc bộ cũng có bố trí cái chương trình đọc sách lúc 8 giờ sáng để chi? Giúp cho chúng ta thay đổi tư duy, phát triển tư duy của mình lên. Đó, anh chị ha. Đó, rồi cái chương trình là 12 giờ trưa, học luật hấp dẫn chuyên sâu. Chương trình 2 giờ là cái chương trình này là Yến hỗ trợ anh chị ôn tập lại, bổ sung thêm kiến thức. Rồi, chương trình lúc 20 giờ là chương trình cốt lõi. Để anh chị giúp anh chị chinh phục mục tiêu. Đúng không? Giúp anh chị chinh phục mục tiêu. Rồi, cái chương trình lúc 22 giờ giúp cho anh chị làm gì? Giúp cho anh chị là đặt hàng với vũ trụ để anh chị ứng dụng luật hấp dẫn một cách hiệu quả hơn. Mỗi một ngày anh chị sẽ làm giao tiếp với tiềm thức của mình để mà anh chị đạt được mục tiêu của mình đó. Đó anh chị ha, hướng dẫn anh chị ứng dụng mỗi ngày luôn. Đó, và anh chị bước thứ tư là anh chị hãy học tất cả các cái chương trình, nghiêm túc các chương trình câu lạc bộ. Đó anh chị ha, và cái chương trình cốt lõi là cái chương trình lúc 5 giờ sáng và cái chương trình 20 giờ tối. Đó, hai cái chương trình đó để giúp anh chị chinh phục mục tiêu. Đó, và khi anh chị học tập thì anh chị học nghiêm túc, anh chị ghi chép lại. Ghi chép ở đây Yến không phải Yến nói với anh chị là ghi chép là anh chị ngồi anh chị ghi chú, không phải. Ghi chép là ghi chép lại cái live stream, cái video á, ghi chép từng câu từng chữ. À, ghi chép từng câu từng chữ. Bởi vì sao? Khi mà anh chị ghi chép lại, anh chị học được nhiều hơn. Và trong câu lạc bộ có một bạn trong nhóm học tập á, khi mà ghi chép á, bạn ấy ghi chép xong, bạn ấy chị ơi, em ghi chép live stream, em ghi chép tới đâu, em ngồi em rớt nước mắt tới đó. Ủa sao vậy? Em thấy nó thấm từng câu từng chữ luôn. Nó thấm từng câu từng chữ luôn. Là hả, nó giống như là nó cái tim em nó nhói lên đó chị. Em thấy được là em đã sai ở chỗ nào. Rồi em đã không có cái tư duy sai, cho nên là em đã làm tổn thương những người thân yêu này nọ. Nói chung là khi mà ghi chép live stream từng câu từng chữ, bạn sẽ thấm nhuần được nhiều lắm. Đó, bạn học được nhiều, thấm nhuần được nhiều lắm. Ghi từng câu từng chữ. Tại sao câu lạc bộ lại yêu cầu chúng ta ghi từng câu từng chữ? À, anh chị ha. Vì á, là hiện tại á, những cái ý khi mà anh chị ghi chép mà không ghi từng câu từng chữ, mà anh chị ghi theo cái kiểu là anh chị thích cái ý nào hay, cái ý nào mà anh chị thấy nó ứng dụng được, ý nào hay anh chị ghi, thì nó là những cái ý đó nó sẽ quen. Nó là cái ý quen quen ở trong cái tâm, trong cái tiềm thức của anh chị. Mà tiềm thức của chúng ta đang là cái gì? Đang là cái tiềm thức của người chưa thành công. Thì những cái gì mà chúng ta thấy nó quen, nó phù hợp, có nghĩa là những cái tư duy đó nó quen với cái tư duy, quen với cái tiềm thức cũ là chưa thành công. Còn những cái tư duy mà mới, anh chị thấy cái tư duy này nó lạ quá, hồi đó giờ chưa được nghe thôi tôi không ghi đâu, không ghi đâu, thì đó chính là cái tư duy của người thành công. Bởi vì mình chưa có, cho nên là mình thấy nó lạ, đúng không? Cho nên ở đây, khi mà chúng ta ghi chép thì chúng ta nên ghi chép từng câu từng chữ, vậy nha. Ghi chép từng câu từng chữ. Chứ nếu như mà tư ghi chép mà ghi đại, ghi gạch đầu dòng á, mà nó phục vụ được cho anh chị, thì câu lạc bộ không có yêu cầu anh chị, không yêu cầu anh chị phải ghi chi tiết, ghi từng câu từng chữ chi cho mất thời gian, đúng không? À, vì vậy mà ở đây cái do cái sự khác biệt, cái người mà ghi chép từng câu từng chữ, kết quả của họ sẽ lớn hơn, kết quả lớn hơn đó anh chị ha. Cho nên á, là trong cái chương trình 22 ngày của Doanh Nhân Hơn Phan, anh chị nên xin video để anh chị ghi chép lại từng câu từng chữ. Để anh chị, để anh chị ứng dụng mỗi ngày, để nó thấm nhuần. Đó, những bạn mà ghi chép live stream anh chị biết không? Đơn hàng về liên tục, tiền về liên tục, khách hàng gõ cửa mua hàng liên tục. Đó, đó là vậy đó. Tại vì sao? Họ đang tập trung vào những điều tích cực. Họ đang tập trung vào những tư duy thành công. Thì khi tập trung vào cái gì thì vũ trụ sẽ kết nối nguồn lực. Cái đó nó sẽ mở rộng ra anh chị ha. Đó, đó là cái bí kíp đó, cái bí kíp của câu lạc bộ đó anh chị ha. Cho nên là hãy ghi chép ý anh chị nha. Đó. Thì đó là cái bước thứ tư. Bước thứ năm là khi mà anh chị đã học được bốn cái bước đó rồi. Đó, và anh chị đã có tư duy kiến thức rồi, anh chị dành thời gian, anh chị muốn chia sẻ lại cho người khác. Thường những cái người mà học á, mà có kết quả á, rất là thích chia sẻ với người khác á, rất là thích là chia sẻ, rất thích là khoe. Ồ,
tao đang học phát triển bản thân nè, hả, ôi tuyệt vời lắm này nọ. Nhưng mà khi mà anh chị chia sẻ mà gặp cái người mà họ không tích cực á, thì anh chị sẽ bị tụt năng lượng. À, họ sẽ nói anh chị tụt năng lượng. Cho nên nếu như anh chị có chia sẻ thì anh chị hãy tìm những người anh chị biết rằng họ là người tích cực, họ là người biết nhận cái mới, biết đón nhận cái mới thì hãy chia sẻ. Bởi vì chúng ta đang là những cái cây giống như cây non, cho nên là nếu chúng ta nói với người chưa tích cực thì sao, họ là người họ là người đầu tiên họ không tin, họ sẽ nói là ô mày mày ảo tưởng, mày đu dây điện hả, mày làm ơn mày xuống giùm tao một cái, hoặc là hồi sáng giờ mày uống thuốc chưa. Đó, đó là những câu mà chúng ta sẽ gặp. Cho nên là anh chị hãy lựa chọn cho mình, hoặc là nếu như có chia sẻ thì hãy nói với những người tích cực vậy nha, chứ đừng có mà nói với những người chưa tích cực thì họ sẽ làm cho mình bị tụt năng lượng đó. Nhưng mà cũng đừng không có gì phải là lăn tăn, không có gì gọi là buồn cả. Bởi vì sao? Đó là lựa chọn của họ đó anh chị ha, đó là lựa chọn của họ, không phải là lựa chọn của chúng ta. À, chỉ có những người mà thân yêu của chúng ta thôi, ví dụ như là chồng, vợ, con hay là cha mẹ, thì chúng ta buộc phải sao? Chúng ta phải là người tiếp xúc họ thường xuyên. Đó. Nhưng mà nếu như mà họ cũng là người chưa có ủng hộ, chưa có tích cực thì chúng ta cũng không có nhất thiết phải nói anh chị ha. Bản thân mình có kết quả trước, mình học có kết quả trước đi. Đó. Rồi mình tự động, người ta thấy mình có kết quả từ khác, người ta sẽ hỏi thăm thôi à, anh chị ha. Đó. Vì vậy mà ở đây thì tóm lại là cái môi trường mà để cho anh chị phát triển, để anh chị hỗ trợ cho anh chị rèn luyện mỗi ngày á, thì đó là câu lạc bộ có rất nhiều chương trình như thế. Đó. Thì nếu như anh chị mà tập trung, mà anh chị phát triển thì anh chị sẽ có kết quả nhanh hơn, đúng không? Có kết quả nhanh hơn, nghe nhiều hơn. Ví dụ như bây giờ một ngày 24 giờ mình đang là một cái người chưa có thành công, chưa có được tích cực, thì mình tham gia nhiều ở trong cái môi trường tích cực, dành thời gian nhiều tiếng đồng hồ hơn á, thì cái việc mà mình thay đổi cái trường năng lượng của mình nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Nó nhanh hơn là mình mỗi một ngày mình dành chỉ có 1.5 tiếng. Một ngày nếu mình dành 3 tiếng thì nó vẫn tốt hơn là 1.5 tiếng đó, vậy đó. Đó, cho nên là anh chị chúng ta hãy cho mình cái cơ hội để mà mình học tập nha. Đó. Và ngày hôm nay cái việc mà anh chị chúng ta là cần thiết là gì? Chuẩn bị cho mình 3 quyển sách ha, chuẩn bị cho mình 3 quyển sách và tham gia vào những cái chương trình của câu lạc bộ. Nếu được chương trình nào cũng tham gia thì quá tốt, còn nếu như mà không được thì sao? Nếu không được thì mình tham gia những chương trình chủ chốt. Những chương trình chủ chốt giúp mình thay đổi năng lượng là cái chương trình 5 giờ sáng thực hành lòng biết ơn, và cái chương trình để giúp mình chinh phục mục tiêu là chương trình 20 giờ. Đó. Đó. Rồi là sao? Mình ví dụ như mình kẹt buổi nào thì mình xin nhóm trưởng mình cái video để mình học lại. Đó. Có nhóm trưởng hỗ trợ, anh chị cứ nói với những cái yêu cầu của mình, nói với nhóm trưởng. Còn những anh chị em mà đang theo dõi Yến ở bên ngoài, cái nền tảng ở bên ngoài, thì anh chị có thể là liên hệ với cái người mà chia sẻ cho anh chị cái đường link, chia sẻ cho anh chị cái live stream, hay là anh chị tag tên anh chị đó. Đó, những anh chị đó. Còn nếu không nữa, anh chị cứ liên hệ với Yến ha. Đó, liên hệ với Yến thì dễ thôi. Đó, liên hệ với Yến, Yến sẽ hỗ trợ anh chị để anh chị có cơ hội là tham gia được vào nhóm học tập. Anh chị sẽ có nhiều quyền lợi hơn, có thông tin chương trình nè. Đó, có thông tin chương trình nè, rồi có tài liệu nè, rồi có hướng dẫn nè, rồi được kết nối với nhóm trưởng nữa anh chị ha, nói chuyện trực tiếp hỗ trợ từ nhóm trưởng. Đó, thì đó là cái ngày hôm nay, là cái chương trình, cái kiến thức ngày hôm nay mà Yến muốn chia sẻ đến với anh chị. Đó, để giúp cho anh chị có thể là kiến tạo lại con người thành công của mình anh chị ha, kiến tạo lại cái con người thành công của mình. Mình muốn kiến tạo thành công thì đầu tiên mình phải kiến tạo lại con người trước đã. Đó, kiến tạo lại con người, và những ngày sau Yến sẽ hỗ trợ anh chị thay đổi niềm tin như thế nào anh chị nha. Đó, mình thay đổi niềm tin như thế nào, chứ nếu như mà mình muốn thành công mà mình không thay đổi niềm tin, mình không thay đổi tư duy thì không có thành công được đâu. Tại vì sao? Suy nghĩ cũ nó chỉ cho kết quả cũ thôi anh chị nha. Rồi, thì đó là cái kiến thức mà Yến muốn chia sẻ với anh chị ngày hôm nay. Nếu như mà anh chị thấy là cái buổi chia sẻ này nó vô cùng tuyệt vời thì anh chị cho Yến số 9 đi ạ.
Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Quá nhiều số 9 luôn. Các nền tảng đều ngợp số 9 luôn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn ha. Rồi, rồi bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau nha. Rồi, hẹn gặp lại anh chị trong chương trình gần nhất. Anh chị nha, gần nhất tối nay 20 giờ. Anh chị ha. Rồi, 20 giờ chúng ta lại tiếp tục. Rồi, cảm ơn các bạn đã có những tương tác rất là tích cực dành cho Yến luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Bye bye. Cảm ơn là một bông hoa.